cái điện thoại kia luôn nha chị Điệp ơi. Để cái cửa luôn đi Mẫn. Em xin chào cả nhà. Em xin chào tất cả các chị. Ơi lên lại cái set đùi nha cả nhà, cái set đùi quá đẹp. Cái set đùi quá đẹp cả nhà ơi, quá đẹp quá đẹp. Chị ơi đem cái máy ấy ra giùm em đi chị. Chị ơi đem cái máy ra giùm em với. Chờ em xíu nha cả nhà. Em chào chị Như Thảo, buổi tối vui vẻ nha chị ơi. Chị Ngọc Mỹ khổ cục sầu. Áo bà ba lẻ mới đăng chứa về chứ. Chưa về đơn cái lô đó em đang may. Cái chị gắn chờ giùm em. Em cũng đang trong bà ba em cũng đang hết nè. Bà ba bữa giờ bán hết trơn rồi.
Con nhắn cho cô từ hồi chiều tới giờ, con nhắn tin thì cô trả lời, mà bưu tá tới giao hàng nó gọi điện cho cô thì cô không nghe máy. Mà cô nhắn cô còn giống như là cô không phải là cô ông điệp gì đó. Cô nhắn cô còn cờ gỡn với con như vậy nữa. Con nói là bạn bưu tá mới, bạn không có biết nhà của cô. Bạn tìm không có ra xuống nhà, cô nghe máy giùm con để bạn bưu tá bạn giao hàng, bạn đang ở cái khu vực đó đó. Cô không nghe máy mà cô nhắn tin, nếu mà cô nói vậy thì thôi nha, vài bữa con không bán nữa. Cô cũng có tuổi rồi, con rất là tôn trọng cô. Nhưng mà cái cách nói chuyện này con nghĩ không phải là cô, mà một người nào đó cầm cái điện thoại của cô mà nói chuyện gì đó. Dạ em cảm ơn chị Thanh Ngọc rất là nhiều ạ. Đang cầm cái điện thoại nhắn tin thì trả lời mà gọi điện không nghe máy. Bưu tá họ tìm từ hồi chiều tới giờ cả tiếng đồng hồ không ra cái nhà. Tại cái cục đó nãy lấy đồ. Dạ em cảm ơn chị Thân Ngọc. Rồi cả nhà ơi, bộ em đang mặc các chị đẹp lên giúp giùm em ha. Bộ này là bộ xách đùi nha các chị. Xách đùi có dây kéo rất là đẹp luôn nè mấy chị. Dây kéo là các chị có thể là kéo sâu xuống được luôn nha. Kéo sâu xuống được luôn à, rất là đẹp. Bộ này giá chỉ có 115.000 thôi cả nhà. Mẫu này phơm giống đợt rồi, size 1 vẫn là 50-51kg nha chị. Size 1 vẫn là 50-51kg. Size 2 là 55-56kg, đổ lại mặt dừa. Size 3 là 60kg, size 4 là 65. Size 5 là 70 và size 6 là cho cái chị 70-75kg. Mặt dừa mỗi size thì nó cách nhau 5kg nha. Ok, rồi cả nhà chốt giúp giùm em ha. Hai quần giả váy đen. Chị Thanh Ngọc lên giúp giùm em số alo chị Thanh Ngọc ơi. Chị Thanh Ngọc lên giúp giùm em số alo nha. Chờ em tí xíu nha mấy chị ơi. Em làm như thế này. Chị Thanh Ngọc hồi chiều là có nhận được cái tin nhắn là có đơn quần chưa? Nếu chưa thì mua ở bên đây thì cho giùm em lại số alo chị ơi. Cho lại giùm em số alo nha, chờ em tí xíu nha mấy chị. Xe 3 chị. Cái kia thì lấy lên xe 2. Lấy lên xe 3. Ok chị Thanh Ngọc, em thấy số alo của chị nha. Rồi bộ em mặc giá chỉ có 115.000 thôi mấy chị ơi, đẹp lắm. Đợt này á, là em may cho mấy chị dây kéo ở phía trước. Cổ thì cổ ren nha. Tay là tay ren luôn, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bộ em mặc các chị lên giúp em là mã ngọc à. Lên với em mã ngọc nha mấy chị. Dạ bữa nó về chị đang may. Lên với em mã này là mã gì? Bông vàng. Chốt em mã này là mã bông vàng nha các chị, bông vàng. Bông vàng kèm size giúp em luôn đi cả nhà. Lên với em mã bông vàng. Chốt em mã bông vàng. Rồi cái này cả nhà mình lên giúp em là mã họa tiết nè. Bộ này đẹp thiệt luôn á mấy chị. Cái ren này các chị yên tâm là mặt không có bị ngứa đâu nha. Cái ren này nó rất là mềm luôn á. Nó mềm dữ lắm luôn á mấy chị. Lên với em mã này là mã họa tiết nha các chị. Họa tiết kèm size giúp em.
Xếp đùi, lâu lắm rồi mới có chị. Cổ đỏ này đẹp nè. Cổ đỏ đẹp quá. Em còn được một ít bà ba bộ, tí xíu em lên nha chị. 115.000 một bộ chị ơi. Đỏ em còn được size 1, size 3 và size 6 thôi. Size 1 là 50-51kg đổ lại ha. 136 đó chị. Size 3 là 55-60kg và size 4 là size 6 rồi cho cái chị 70-75kg mặc vừa. Rồi lên với em mã này là mã nhí ngọc luôn. Nhí ngọc kèm size với em luôn. Như nãy Mẫn nó còn để cửa đúng không chị? Lên với em mã nhí ngọc chị coi giùm em. Lên với em mã nhí ngọc nha các chị ơi, nhí ngọc. Rồi cái này lên với em là nhí vàng. Chốt đơn mấy chị ơi, đẹp lắm. Nhí vàng, xích đùi. Đùi thun lỗ nha. Lên với em mã này là mã nhí vàng. Lô này em mai trước Tết tới giờ nó mới có hàng đó mấy chị. Do là em mai mai dây kéo rồi mai thêm viền cổ, mà cổ viền ren, tai ren nó hơi lâu một tí xíu nha. Viền thêm này nữa. Đỏ một em chốt cho chị Chanh Văn. Chị Quỳnh Như ơi, chị Quỳnh Như chốt thì lên giúp em mã này là mã ngọc đi chị. Mã ngọc giùm em đi ha. Nhí ngọc size số 4 cho chị Thu Đỗ. Bộ em đang mặc là mã ngọc nha cả nhà. Lấy thì lên giúp em mã ngọc cho chị. 1m6 70kg mà size 5 nha chị Nguyễn Bình ơi. Ngọc 4 em chốt cho chị Quỳnh Như. Không, mã ngọc là mã em mặc nè. Còn cái nhí ngọc là nó khác chứ. Đúng rồi. Dạ, 115.000 hả chị Diễm Thí Nguyễn. Chất liệu vải thun lỗ, mặc thích lắm. Đỏ 6 em chốt cho chế Thanh Trần. Là em hết đỏ 6 luôn, là lên với em mã đẹp cả nha. Chốt em mã đẹp nha. Vải thun lỗ thì chị nào mà chưa biết thun lỗ thì trải nghiệm thử đi mấy chị. Nó như mango vậy đó. Nhưng mà mango thì không có co giãn. Cái hàng thun lỗ nó sẽ có độ co giãn nhẹ cho mấy chị mặc. Lên với em mã này mã đẹp. Mã ngọc có size số 6 không? Dạ có chị. Ngọc em còn 6 đó. Đẹp 4 em chốt cho bà nội bé. Ok bà nội bé. Giá chỉ có 115.000 thôi mấy chị, giá quá yêu thương. Rồi lên với em mã này là mã da. Da em còn được size 2. Hai mấy chị? Bà Nhiên Vlog lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị. Rồi mã da em còn có 1 bộ, 1 size 2. 55-56kg đổ lại mặc vừa, lên giúp em mã da. Mã da em còn có 1 bộ da 2 cho chị Vi Nguyễn. Ê còn 1 bộ kìa chị. Da 2 cho chị Vi Nguyễn. Da 2 cho chị Quỳnh Mai. Là em hết da 2 luôn, hết mã da luôn nha các chị. Em hết mã da luôn. Rồi mã này lên giúp em mã hồng. Chị nào là khách mới nhớ lên giúp em cân nặng chiều cao kèm cái số alo nha. Size 2 là 55-56kg đổ lại. Lên với em mã hồng. Hồng em còn từ size 1 đến size 6. Bộ hồng này cũng đẹp nữa nè cả nhà. Này là mặt ra không đụng hàng luôn đó. Lên với em mã này là mã hồng nha mấy chị. Hồng em còn từ size 1 đến size 6. Đúng rồi, size 6 là size lớn nhất chị. Size 6 là size lớn nhất. 75-76kg đổ lại. Lên với em mã này là mã bi. Hồng 4 cho chị Sử Tư. Lên với em mã này là mã bi. Rất là đẹp luôn nè. Bà Nhiên Vlog lên với em cân nặng chiều cao kèm theo số alo nha chị. Rồi lên với em mã bi đi các chị. Bộ bi này ở ngoài đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ bi này ở ngoài rất là đẹp. Lên với em mã bi ạ, bi kèm size giúp em luôn cả nhà. Lên với em mã bi. 115.000. Ngọc 6 em chốt cho chị Bích Nhiên Đinh Đinh. Mã ngọc là cái chị đang mặc. Bi 4 em chốt cho chị Thu Đỗ. Chị nhận đồ rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Bùi Chim Chiền. Dạ ok. À bà Nhiên là chị hả? Ok chứ đẹp nha, ok. Mã bi size số 6 em chốt cho chị Vân Kim. 75kg cao 1m55 đổ lên nha chị Vân Kim. Rồi chị qua đây mua đi chị cho nó dễ. Lên giúp em mã này nha, mã này lên giúp giùm em là mã bi. Chốt em mã bi ha, hồng 5 đẹp 5 cho chị Nguyễn Liễu. Ok chứ Nguyễn Liễu. Cái bộ này là mặt không nói đụng hèn luôn á mấy chị nha. Nó lạ lạ. Nó dành là em mai ren cho mấy chị luôn hả? Không, mã đó mã họa tiết. Mã đẹp là cái mã kia kìa. Cái mặt xanh xanh á. Đúng rồi, không, cái đó nhí ngọc. Đẹp năm hết hả? Rồi, vậy là đẹp năm em hết rồi chưa? Đẹp là bộ này nè. Còn không?
đẹp năm em hết rồi chị. Chị Nguyễn Liễu, chị chọn qua cái màu khác giúp em nha, chọn qua. Em chốt được cho chị bộ hồng hả? Bộ đẹp em hết rồi, đẹp 6 còn không em? Chị lấy lên đẹp 6 được không chị Nguyễn Liễu? Đẹp 5 em hết rồi. Hồng 1 em chốt cho chị Chanh Văn. Dán chị gọn đó chị Quỳnh Thịt Gia Bảo. Chốt dán chị gọn á. B5 em chốt cho chị Nguyễn Liễu. Ok chị Nguyễn Liễu. Rồi lên với em nha. Rồi em mặc lại cho mấy chị xem nha. Mặc lại cho mấy chị đẹp nhà xem bộ này. Lên với em mã em đang mặc là mã bi nha mấy chị. Ở quên mã ngọc nha. Bộ em mặc là mã ngọc. Ngọc kèm size giúp em. Bộ này đẹp các chị ơi, đừng có bỏ qua bộ này. Bộ này mặc cái cưng lắm đó. Em may bộ này nó cũng kỳ công lắm đó mấy chị. May lâu, may cỡ một tháng mấy mới ra được lô có trăm mấy bộ. Cái bộ bông vàng này đẹp nè. Lên với em ở bông vàng kèm size giúp em cái chị, bông vàng. Lên với em ở bông vàng, đẹp quá đẹp. Rồi bông vàng nha, bông vàng kèm size giúp em luôn, chốt em ở bông vàng, rất là đẹp luôn hả. Lên với em ở bông vàng. Cái bông này đẹp nè mấy chị, cái kiểu bông này đẹp nè. Chất liệu vải đẹp nha mấy chị. Thun lỗ là cái chị mặc nó ôm nhưng mà nó không có bị sồn người nha. Ôm nhưng mà nó định hình được cái người của mình á. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã bông vàng. Bông vàng xe số 2 cho chị Quỳnh Mai. Ok chứ Quỳnh Mai hả? Bông vàng 2 hết hả? Rồi bông vàng 2 hết trơn rồi. Chứ đẹp ơi, chứ đẹp lên 3 được không? 3 hết luôn hả? Rồi bông vàng hiện tại còn mấy em? Rồi bông vàng hiện tại em chỉ còn size 2, size 5 và size 6. Ủa 2 còn bộ chị mặc nè. Rồi cho chị Quỳnh Mai. Bông vàng 4 còn không em? Bông vàng em còn 5, 6 chị Mùi Dương ơi. Bông vàng em còn được 5 với 6 nè chị. Bông vàng còn được 5, 6 nha. Mặc cái bộ họa tiết đi. Họa tiết cũng đẹp đó nè. Dạ hai thằng này nè. Quá đẹp luôn cái bộ họa tiết. Chị nào mà mua đen tí xíu nha, kéo cái dây kéo sâu sâu xíu, quá đẹp luôn. Họa tiết em còn từ size 1 đến size 6 thôi. Bông vàng 5 cho chị Nguyễn Hồng Thọ. Bông vàng 3 hết chị Hồng Tuấn ơi. 115.000 một bộ chị. Họa tiết 2 cho chị Sen Trắng. Họa tiết 2 cho chị Nhi Ngọc. Họa tiết đẹp lắm mấy chị, bộ họa tiết rất là đẹp. Họa tiết 4 cho chị Sử Tư. Họa tiết 4 cho chị Mùi Dương. Họa tiết 6 cho chị Bích Nhiên. 68kg cho em chiều cao đi chị Úc Quỳnh. 68kg cho em chiều cao đi chị. Bộ họa tiết đẹp lắm mấy chị. Quần có 2 túi hai bên nha. Dạ đơn của chị Sen Trắng rồi, em đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chị. Gọi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Đẹp nha cả nhà, bộ họa tiết đẹp lắm. 115.000 thôi các chị đẹp nha, em mới hết rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là bộ bông hồng, quá đẹp. Bộ bông hồng quá đẹp. 1m55 nặng 60kg. Chị Nguyễn Ánh đây mặc size số 3. Còn nếu như mà chị thích mặc thoải mái thì chị lấy lên size 4 ha. Còn không thì chốt size 3 giùm em.
Đẹp quá mấy chị ơi, họa tiết 3 cho chị Võ Thị Hồng Thúy. 1m6268 kiếm mặt size 5 là đẹp nha Chiểu Quỳnh. Mặt size 5 là đẹp luôn đó. Còn bông hồng đẹp quá mấy chị ơi, 57kg cho em chiều cao luôn đi chị Tân Ti. 57kg cao 1m55 trở lên là mặt size số 3 đó chị. Số 3. Chốt giúp em nha, đẹp xuất sắc luôn, lên với em mã bông hồng. Bông hồng kèm size giúp em mấy chị. Tuyệt tình luôn á. Tự nhiên bữa nay chị Tân em chị viền cái ren lên nó cổ nữa, đẹp quá mấy chị, dễ thương quá hả. Như kéo. Chị Tân Ti mặc size số 3 nha chị, size số 3 là đẹp đó, bông hồng 6 cho chị 77. $115.000 một bộ chị Bảo Huy ơi. Bông hồng 4 cho chị Mùi Dương, bông hồng 2 cho chị Linh Mẫn, bông hồng 4 cho chị Quỳnh Như. Đúng rồi. Rồi ok. Đẹp quá mấy chị. Có $115.000 à. Em mai 1 tháng rưỡi gần 2 tháng hết bộ này em ra trước Tết luôn đó. Bây giờ mới có đó. Có bộ lam đi chùa không em? Bộ lam đi chùa hả chị? Không, bà Lai đi chùa giờ em hết rồi. Còn size nhỏ thôi mà. Quên nữa, chừa lại bộ nữa chứ. Này hình như mình còn size 2 ở size 1 không ta? Hình như hết rồi đúng không? Đâu còn bộ nào size 1 đâu. Họa tiết 65kg cho em chiều cao đi chị Bùi Kim Truyền. 65kg cho em chiều cao đi chị. Hình như bộ này còn size 2 thôi mà. Để chị con còn size 1. Có làm chừa lại có bộ lam. Cho em chiều cao để em lấy size nha chị. Bông hồng số 2 cho chị Mai Nguyễn. Bộ bà Lai đó size 3 như em hết luôn rồi chị ơi. Chị chờ tí xíu đi rồi em câu nha chị, để lên mẫu này cho nó xong nha. Lên 2-3 chỗ đó, 2-3 mẫu nó lộn xộn á. Chị Bùi Kim Truyền 1m6265kg rồi. Họa tiết 4 còn không em? Họa tiết 4 hết rồi. Họa tiết 4 rồi, bọn này nè hết rồi. Họa tiết 4 em hết rồi chị Bùi Kim Truyền. Họa tiết 4 em hết rồi. Rồi lên giúp giùm em nha cả nhà. Đẹp lắm mấy chị ơi, chốt cái set đùi này đi, set đùi này là bao đẹp luôn. Đây cái bộ bi nè, dễ thương nè. Bộ bi này mặc lên trắng da đó. Cái màu của nó làm nền màu ngọc á, cái bi màu da mấy chị đẹp lắm. Lên với em mã bi. Bi còn size 1 hết size 6 luôn. Đúng rồi, 1-6. Bi em còn 1-6 thôi mấy chị ơi, 1-6. Chốt với em mã bi. Rất là đẹp luôn. Rồi lên với em mã bi ha. Bi cần size giúp giùm em luôn ạ. Chốt em mã bi. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Vẹn Nguyễn. Ăn Tết vui không chị? Lâu quá rồi mới gặp chị đó. Lâu quá mới gặp chị đẹp. Chị Út Quỳnh ơi, em mặc từng mẫu cho mình coi rồi đó chị. Mình ưng cái nào thì mình chốt ha. Chị mặc size số 5 đó. Chị ưng cái nào thì chị chốt giùm em. Bông hồng size số 2 em chốt cho chị Hạnh Linh. Chị Hạnh Minh ơi, bông hồng 2 em hết rồi. Chị chọn coi cái bông khác giúp em nha. Bi 6 cho chị 77. Là em hết bi 6 nè. Bi 2 em hết. Ở bi 2 cho chị Linh Mẫn. Bi 2 còn. Dạ cái lô này là lô mới đó chị Nguyễn Vẹn. Lô này là em may dây kéo trước nè nha. Cái chị có thể mở dây kéo ra được. Cổ là em có viền ren. Ren này là cái chị mặc là em bảo đảm không bao giờ bị ngứa ha. Ren nó rất là mềm nha. Yên tay. Đẹp lắm luôn. Rồi, bi 4 cho chị Mùi Dương. Bi 6 với bông hồng 6 em hết là chị Tuyết Minh ơi. Bông hồng 5 cho chị Úc Quỳnh. Rồi, ok em. Rồi, chốt em mã bi đi cả nhà, mã bi. Đẹp lắm, 115.000 hả cả nhà. Hai bộ của chị chốt là em hết là chị Tuyết Minh ơi, size 6. Em thấy còn size 6 rồi cho chị luôn đi Nguyên. Size 6 em còn mấy bộ này nè chị Tuyết Minh. Với mấy chị nào size 6 coi giùm em ha. Size 6 em còn được bộ mã đẹp, còn được bộ mã nhí ngọc, còn được bộ họa tiết, còn được mã ngọc. Size 6 còn 4 bộ, 4 bông rất là đẹp luôn. 4 bông rất là đẹp luôn. Size 6, chị nào size 6 chốt để hết. Chị Linh Trần Duy lên giúp giùm em cái size. Dạ đơn của chị Mùi Dương đi đơn luôn, khỏi gọi. Cái này là set đùi chị, set đùi áo rời quần rời nha. Áo rời quần rời. Đây, size 6, chị nào chốt giúp em mã đẹp, mã nhí ngọc, mã họa tiết, mã ngọc nha. Em có ngọc với nhí ngọc, nên các chị chốt kỹ giùm em. Bi xanh size số 2 em chốt cho chị Út. Chị nào size 6 chọn đi, size 6 còn 4 bông, bông nào cũng đẹp hết. Ý, size 6 em còn được mã bông vàng nữa nè.
bông vàng nữa. 70-75 kg mặt vừa, lên với em hả? Bông vàng cũng đẹp luôn. Bông vàng còn có một bộ size 6 duy nhất. Bông vàng em còn bộ size 6 duy nhất luôn. Chị nào vừa lấy đi mấy chị. Rồi vậy là bông size 6 em còn được 5 bộ 5 bông. Chị Trần, chị Linh Trần Duy lên giúp giùm em cái size nha. Lên với em mã nhí ngọc đẹp chưa cả nhà? Bi 5 với hồng 5, hồng 5 em hết, bi 5 em còn. Hồng 5 thì em hết, bi 5 em còn nha chị Tuyết Minh. Bà ba nút thắt em còn được có mấy bộ hả chị? Chị chờ đi tí xíu em lên. Bi xanh em mặc còn size 6 không? Không chị, size 6 em còn 5 bộ em mới vừa dơ lên đó. Bông vàng 75 kg cho chị Trúc Kim. 1m50 nặng 50 kg là bi 2 cho chị Linh Trần Di. Đúng rồi, size 6. Bông vàng 75 kg chị Trúc Kim cho em giùm em cái chiều cao đi chị. Em coi chị mặc vừa không ha. 65 kg cho em chiều cao chị Bùi Kim Truyền. 65 kg chị mấy 62 là size 4 đó. Nhí Ngọc em còn từ size 1 đến size 6. Size 4 em còn, chị mặc size 4. 1m62 nặng 65 kg là size 4 là vừa đẹp. Ôi cái bộ nhí ngọc lên nó đẹp nè cả nhà. Bộ nhí ngọc lên quá đẹp luôn. Lên với em mã nhí ngọc. Bông vàng size số 6 hết rồi chị Tuyết Minh. Rồi bông vàng size số, nhí ngọc size số 4 cho chị Bùi Kim Truyền. Hồi nãy em dơ lên coi chị không chốt trước. Bây giờ size số 6 em còn được có mã ngọc, mã họa tiết, mã nhí ngọc em đang mặc với lại mã đẹp nha. Với lại mã đẹp còn có 4 bộ này thôi. Size 6 đó 70-75 kg mặt vừa. Chị cao mấy 65 nặng 75 kg bông vàng. Hết rồi chị mặc kệ. Nhí ngọc 5 cho chị Út Quỳnh. 115.000 một bộ. Bông vàng 6 em hết rồi chị mặc kệ ơi. Chị Thúy Mụi ơi, bà ba nút thắt size 6 là em không có còn hàng chứ. Em nhớ là không có còn hàng, nó còn size 4 hay gì nhỉ. Còn size 4, size 5 đổi lại là size 6 không có còn. Lên với em nhí ngọc. Nhí ngọc 5 cho chị Thanh Ngọc. Ok chứ Thanh Ngọc. Ok. Nhí ngọc 6 cho chị Vicky Nguyễn. Nhí ngọc 6. Em để đi chị đẩy. Bông nhí em hết luôn. Giờ size 6 một hơi mấy chị không chốt là hết nha. Size 6 bây giờ chỉ còn mã đẹp, mã họa tiết với mã ngọc thôi. Nhí ngọc 3 cho chị Nguyễn Ánh. Chị Nguyễn Ánh lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo chị Nguyễn Ánh ơi. Lên cân nặng chiều cao kèm theo số alo giùm em nhí ngọc 1 cho chị Mai Nguyễn. Lên giúp giùm em mã nhí ngọc nha. Nhí ngọc hiện tại còn 1, 2, 3, 4. Nhí ngọc hiện tại em mà còn 1, 2, 3, 4. Mã đẹp thì còn sao mấy. Một, hai, ba, bốn, sáu, lên với em mã đẹp. Đẹp, em còn 1, 2, 3, 4, 6. Cả nhà chốt với em mã đẹp. 115.000 một bộ nha, chị Mai thôi nha. Một mét 50 nặng 53 kg. Chị gọn người không chị Nguyễn Phương ơi? Dòng em tầm khoảng bao nhiêu ạ? Rồi, vải thun lỗ, chị Thì Trang, vải thun lỗ nha chị. Mã đẹp, lên giúp giùm em là mã đẹp đi cả chị. Mã đẹp ạ, à. Đẹp kèm size giúp em đi cả nhà. Lên giúp giùm em là mã đẹp. Đẹp kèm size giúp em nha, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mã đẹp size số 4 cho chị Nguyễn Vẹn, ok chị. Gọn người thì lấy size số 2 nha chị. Eo tầm khoảng 75-76. Đổ lại, thì mình chốt size số 2, còn không lên size 3 giùm em nha chị Nguyễn Phương.
chị Linh Duy, Trần Duy là chị lên giùm em cái size nha. Hồi nãy em tư vấn cho chị là size số 2, nhớ lên kèm cái size giùm em. Đẹp hai cho chị Linh Trần Duy. Chị Nguyễn Ánh ơi, chị lên giùm em số alo nha chị. Đẹp 4 cho chị Vicky Nguyễn. À, đẹp 4 em hết rồi chị Vicky Nguyễn ơi. Nhí Ngọc size số 4 cho chị Ngọc Liêm. 115.000 một bộ cả nhà ơi. Cái set đồ này em còn ít lắm, cả nhà mình tranh thủ đi. Em về được có hơn 100 bộ mà em like từ trưa tới giờ nó gần hết rồi. Mã Ngọc size số 5 cho ổ anh, size số 6 cho chị Trúc Kim. Mã Ngọc, hồi nãy chị kia chị chốt Nhí Ngọc. Rồi, lên nhím giùm em nha cả nhà. Em thấy số alo của chị Nguyễn Ánh. Đẹp 5 cho chị Út Quỳnh. Đẹp 5 hết rồi chị. Ồ, đẹp 5 hết rồi chị Út Quỳnh, không có còn. Em còn đẹp 6 nha. Em còn đẹp 6 với đẹp 5 không có còn cả nhà ơi. Em còn đẹp 6 nha chị Út Quỳnh. Đẹp 5 hết rồi. Đẹp hiện tại em còn được 1, 2, 3, 4. Đúng không? 4 còn thôi. Rồi, vậy là còn 1, 2, 3, 6. Xe 3 là tầm khoảng 55, 60kg mặt giường. Đây, cái bộ này mới là siêu phẩm nè. Em còn 1 với 3 thôi, mã đỏ. Đỏ em còn được xe 1 với xe 3 thôi nha cả nhà. Lên với em mã đỏ. Đẹp 6 cho chị Bích Kỳ Nguyễn. Là hết đẹp 6. Đỏ em còn được xe 1 với xe 3, rất là đẹp luôn. Xe 1 là 50-51kg đổ lại. Xe 3 là cho cái chị 55-60kg. Rồi chốt chiếc giùm em. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Lên với em mã này là mã đỏ. Đỏ em còn 1-3. Lên với em mã đỏ. Chị Nguyễn Tươi liên hệ với mấy bạn chốt đơn đi chị, đỏ 4 hết rồi chị. Dạ ok chị Nhi Ngọc. Đúng rồi, mấy cái form khác thì cái chất liệu vải nó sẽ co giãn nhiều hơn tí xíu đó chị. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà ơi. Lên với em mã đỏ. Đỏ 3 cho chị Ngọc Liêm. Size 3 là 55-60kg nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chốt giúp giùm em là mã đỏ nha. Đẹp quá. Đỏ em còn bộ 1 với bộ 3 nữa. Bà ba chờ em tí xíu nha chị ơi. Bà ba em còn bà ba nút thắt với bà ba nút thắt trơn nguyên bộ với lại là bà ba thiêu bộ nha. Nó còn được một ít nè, tí xíu em lên. Còn bà ba áo lẻ là hồi trưa em like cho mấy chị hết rồi. Ngày mai bên em chốt đơn rồi, thứ bảy chủ nhật em ốp nha mấy chị, em ốp 2 ngày nha. Thứ bảy với chủ nhật em ớt 2 ngày. Nên là ngày mai các chị có đơn thì nhớ để ý điện thoại giùm em, để mấy bạn nhà em đi đơn hết cho mấy chị luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí vàng. Đỏ 53kg. Đỏ 53kg, giờ em còn đỏ 3 không à chị Diễm Lê. Bình thường chị mặc size số mấy? 53kg cho giùm em cái chiều cao luôn. 53kg cho em chiều cao luôn nha. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí vàng. Nhí vàng em còn từ size 1 đến size 5. Cả nhà chốt em mã nhí vàng. Đẹp quá. Rồi chốt em mã nhí vàng nha. Size 6 còn có bộ họa tiết thôi nha cả nhà. Bộ họa tiết rất là đẹp. Rồi nhí đỏ là em còn được size 1 với size 3. Ở quên mã đỏ. Đỏ là em còn được 1 với 3. Cả nhà mình chốt đi gần hết tại nha mấy chị, còn có ít rồi. Xét đùi lâu lắm mới có 1 lô. Em chưa có lên lại xét đùi cho mấy chị, nó chưa có vải. Nhí vàng 4 cho chị Thúy Thúy. 115.000 một bộ ạ. Giá chỉ có 115.000 thôi. Nhí vàng 4 cho chị Quỳnh Phú. Chốt em mã này nha mấy chị ơi. Lên với em mã này nha. Nhí vàng 4 cho chị Bích Kỳ Nguyễn. Bộ họa tiết đẹp lắm chị, lấy đi. Bộ họa tiết rất là đẹp nè, để em dơ lên cho coi. Bộ họa tiết 2 để ở đây chốt rồi thôi em.
áo ra mất tiêu rồi. Bà ba bộ có chị, chút xíu em lên. Em chào chị Cửu Cửu. Đây bộ họa tiết. Bộ họa tiết rất là đẹp. Cái chị lấy đi, cái kim tuyến này nè, là người ta chấm nó vô á, cái chị mặc nó sáng trưng như vậy hoài nè. Cái kim tuyến bạc nó sáng như vậy hoài luôn nè, và nó không bao giờ bị rụng nha, nó sáng như vậy hoài luôn đó mấy chị. Lên với em mã họa tiết nha. Họa tiết em còn được 1, 2, còn 1, 2, 5 luôn, 5 còn luôn đúng không? 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 lên với em mã họa tiết. Cái ghen nó cũng đẹp đó mấy chị. 1, 2, 3, 5, 6 lên với em mã họa tiết. Rồi cho chị 77 bộ họa tiết 6 luôn. Họa tiết 4 em chốt cho chị. Ủa nãy hết 4 đúng không? Đúng hết rồi, 4 chị Nguyễn Bạn ơi. Họa tiết 5 em chốt cho chị Vicky Nguyễn. Họa tiết 3 cho chị Nguyễn Ánh. Đơn của chị Bạch Tiết, số điện thoại đang tạm khóa, gọi không có được, chứ không phải là bên em không gọi cho chị. Số điện thoại khóa. 1m57-51kg, eo 72 trở lại thì lấy xe 1. Chị Rosana bỏ nha. Eo 72 đổ lại thì lấy xe 1, còn trên 72 thì lấy xe số 2 nha chị. Trên 72 thì lấy xe 2. Đơn số điện thoại không có gọi được nha chị Bạch Tiết. Em đã xả đơn rồi chị, không có còn. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này ạ. À. Mã này lên giúp em mã họa tiết. Rồi em dơ lại cho mấy chị ha. Rồi xong rồi em qua mẫu. Lên giúp em mã họa tiết. Mã này lên giúp em là mã bi. Lên giúp em mã bi nha cả nhà, mã bi. Chốt em mã này là mã bi cả nhà, lên giúp em mã bi. Lên giúp em bi. Dạ đơn của chị 77 em đi đơn luôn, khỏi gọi. Đơn của chị 77 là đơn chuyển khoản. Là đơn em không có đi đơn luôn. Đơn chuyển khoản nha chị ơi. Có đơn hàng hoàng rồi, bây giờ chị mua lại là đơn hàng phải chuyển khoản hết giúp em nha. Trùng. Chị 77 có ok không chị ơi? Ok thì em chốt nha. Đây là đơn của chị không có đi đơn luôn. Đơn của chị Quỳnh Như đi đơn luôn, khỏi gọi. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Quỳnh Như mã số 264. Lên giúp em mã này là mã đẹp đi mấy chị. Chốt em mã này là mã đẹp à. Chốt em mã đẹp à. Lên giúp em mã này là mã đỏ. Đỏ em còn được bộ 1 với bộ 3. Lên giúp em mã đỏ. Đẹp quá. Chốt em mã đỏ. Rồi mã này lên với giùm em là mã hồng. Lên với em mã hồng à. Mã hồng. Chốt với em mã hồng. Hồng còn 1, 3. Hồng 1, 2, 3. Hồng em còn được 1, 2, 3 cả nhà ơi. Nó bộ hồng này chị nhìn thấy mà. Kế bộ bi á. Ừ. Thì còn 1, 2, 3. Bộ đẹp hả? Rồi. Chị thấy cái bao tay hồng hồng tưởng đâu mã hồng. Rồi mã hồng em chỉ còn 1, 3 thôi nha cả nhà. Mã hồng em chỉ còn 1, 3 thôi. Lên với em mã hồng. Rồi mã này lên với em mã ngọc. Mã ngọc đẹp nè mấy chị. Cái tay đẹp chưa? Cái tay ren rất là đẹp luôn nha. Lên với em mã này là mã ngọc. Ngọc em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Ngọc. Cái họa tiết nó cũng đẹp nữa nè mấy chị. Cái họa tiết nó lạ lạ nha.
Cái này không phải là bông gì hết á. Chị nào không thích bông thì lấy cái bộ họa tiết này cái chị mặc. Lên với em mã ngọc à. Ngọc kèm size giúp em nha cái chị. Một bé 67 nặng 67kg nha chị. Một bé 67 nặng 67kg mặc size 5 giùm em. Bé 67 nặng 67kg mặc size 4 chứ. Eo 85, 86 đổ lại mặc size 4. Còn trên 86 thì lên size 5 giùm em. Cái bộ nhí ngọc này đẹp đó chị ha. Bộ nhí ngọc này lên quá ok. Nhí ngọc em còn 1, 2, 3, 4. Ngọc 4 em chốt cho chị Nguyễn Vệ Nguyễn. Ngọc 2 em chốt cho chị Nguyễn Phương. Em thấy chị có một đơn hàng đơn hàng hoàng nha chị 77 ơi. Chị chịu cọc á thì em chốt, còn nếu không á thì em bỏ qua ha chị. Tại ở đây em thấy là có đơn hoàng nè, nốt vô là đơn chuyển khoản. Phải không ta? Hay là chị 77 là ở đâu vậy Nguyên? Ở Cà Mau hả? Để em coi coi đơn của chị đi hồi nào vậy. Đơn ngày 7 tháng 8 nên giờ 7 tháng 8 một đơn. Đơn 22 tháng 2 đang vận chuyển. Đơn 22 tháng 2 đang vận chuyển là ngày hôm đó chị đặt bên cái nick mới. Em không thấy nên là em cho đi đơn luôn. Nha, còn cái đơn của chị là từ tháng 8 tới bây giờ chứ Tết chị đâu có mua hàng ở bên em đâu. Mới đi đang đơn còn đang vận chuyển chưa tới nữa nha chị. Còn chị không chịu thì em xả ra nha. Còn chị 77 không chịu thì em xả ra. Em nói rồi, mấy chị mua hàng mấy chị đừng có để cho đơn hàng hoàng. Mấy chị để đơn hàng hoàng chi rồi tới mua hàng lại á. Tới mua hàng lại á thì chị ở thành phố Hồ Chí Minh, em nhớ lộn tại vì ở Cà Mau em cũng có một chị 7 nữa nha. Mã Ngọc. Ừ, Mã Ngọc, đúng rồi. Chị 77 chịu không? Nếu mà không chịu thì em xả ra luôn chị. Còn cái đơn kia lỡ đi rồi thì em giao và chị nhận hay không thì tùy chị ha. Chứ giờ em cũng không ấy nữa. Em cũng biết sao nữa. Tại vì đơn của chị là hôm trước có một đơn hoàng rồi, vô danh sách chuyển khoản rồi là đơn phải chuyển khoản giùm em. Em đưa chị Hương vô gọi đi. Chị 77 không chịu thì xả ra chốt lại cho khách. Ngọc 5 em chốt cho chị Ngọc đẹp. Bà ba có, em chuẩn bị lên bà ba này chị. 115.000 một bộ à. Bộ nhí vàng em đang mặc là còn size số 4, còn size 5 luôn đó chị. Chị 1m67 nặng 67kg ha. Eo còn 85-86 đổ lại thì chốt size 4 nha chị Lisa Liêu nha. Còn nếu như mà eo 87 đổ lên thì lên xe số 5 giùm em. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi. Giờ em qua bà ba cho mấy chị nha. Rồi em qua bà ba cho mấy chị à. Bà ba lên bà ba thiêu trước đi mấy chị. Bà ba thiêu em còn được một ít nữa. Bà ba thiêu em còn được một ít nữa mấy chị.
Còn 2 với 3 nữa. Em không có bán trên giỏ hàng chị ơi. Chốt trực tiếp giùm em nha. $145.000 bộ bà ba nha mấy chị ơi. Bà ba quần ống suông thêu giúp em, rất là đẹp. Rồi lên giúp em nha cả nhà. Dạ em nghe chị. Từ nãy giờ em đang em đang lọc bình luận đó. Rồi em nghe nè. Dạ rồi cái đó hình như size 3 em còn đủ luôn đó. Để coi được mấy bộ vậy Quyên. Rồi dạ rồi ok chị. Chị Trân nha bé. Ừ đúng rồi. Dạ chị Nguyễn Vẹn Nguyễn. Nguyễn đơn của chị em gửi luôn à. Dạ đơn của chị Linh Mẫn em đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chị. Rồi cả nhà ơi, bộ em đang mặc nha, giá 145.000 bộ bà ba quần ống suông, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà. Em kiếm gì? Bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ rụ nha các chị, màu đỏ rụ. Đỏ rụ em còn được size 2, size 3. 23. Em còn được size 2 với size 3 hả mấy chị? Bộ này đẹp lắm. Bộ bà ba đen size 5 em hết rồi chị. Size 5 còn có một bộ một à, màu hột gà. Size 5 em còn có một bộ một màu hột gà. Bộ bà ba siêu đẹp cả nhà ơi, bà ba siêu đẹp luôn. 145.000 lên giúp em, màu em đang mặc là màu đỏ rượu nha. Đỏ rượu em còn được size số 2 và size số 3. Size 2 là 55-56kg đổ lại, size 3 là 60-61kg đổ lại mặt dừa. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu màu hột gà. Hột gà em còn được size 3 với size 5 nè. Cái màu này rất là đẹp luôn. Cái màu này mặc lên trắng da lắm đó. Các cô lớn lớn tuổi là mấy cô mặc mấy cái màu này là đều ok hết trơn luôn nha. Lên giúp em màu này là màu xanh lá đậm. Lên giúp em màu lá đậm. Lên với em lá đậm đi cả nhà. Lá đậm em còn được C3 với C4. Lá đậm em còn được C3 với C4. Cả nhà chốt chiếc giùm em là mã lá đậm. Và ba bộ mặc lên nhìn dáng rất là cao ha cả nhà. Em đang mặc size 2 là em mặc nó hơi rộng so với em tí xíu. 145.000 nè các chị đẹp nhà em ơi, chốt đi. Giải thun lay dòng mặc rất là thoải mái, quần ống suông. Màu xanh bơ. Bơ em còn được có size 2 hả các chị. Đúng cho chị bộ tím đi. Ở dưới còn bộ màu nâu, màu cao khô. Lên với em màu xanh bơ. Xanh bơ em còn được bộ size 2 nè mấy chị. Lên với em màu xanh bơ. Tím Huế em còn được bộ size 2 luôn. Lá đậm 4 cho chị Nguyễn Thi Chi. Ô chị Nguyễn Thi Chi là số điện thoại thuê bao. Hồi hôm qua gọi thuê bao không hả chị Nguyễn Thi Chi. Chị Nguyễn Thi Chi cho lại giùm em số alo đi ạ. À. Số alo hôm qua gọi thuê bao hết trơn luôn. Em xả hết trơn đơn hôm qua nè. Lên giúp giùm em mạng này là màu tím Huế nha mấy chị, tím Huế. Tím Huế em còn được size 2, 55-56kg đổ lại mặt dừa. Lên với em màu tím Huế. Màu này lên giúp giùm em là màu cao khô. Không.
Rồi hôm qua chị cho số điện thoại bị sai. Số 6 mà chị cho thành số 7. Rồi màu cao khô nha cả nhà. Cao khô em còn được bộ size 2 luôn. 55-56kg đổ lại mặt giường. Lên với em màu cao khô. Chốt em mã cao khô cả nhà ơi, cao khô. Rồi màu này lên giúp giùm em. Là màu ngói. Lên với em màu ngói. Ngói em chỉ còn được có size số 2 à. Còn 2, 3 còn có mấy bộ à mấy chị ơi. Ngón. Mọi cái còn ít ít nè mấy chị. Silver với tím 55kg cho em chiều cao đi chị Nguyễn em ơi. Cho em chiều cao với số alo đi chị. Chị cho em chiều cao với số alo nha. Rồi lên với em màu này là màu ngói nha mấy chị ơi. Ngói đậm. Ngói đậm em chỉ còn size số 2 thôi. Lên với em ngói đậm. Bên kia thấy gì á? Đâu rồi, vậy là lên kệ thấy gì á? Bên kệ. Size mấy vậy chị Hương? Áo dạ. Đây. Size mấy rồi? Size 3. Rồi size 3 hiếm thôi thì chiều chị nào hỏi em size 3. 145.000 một bộ nha cả nhà. 145. Cho chị cái bà ba mất khách. Bà ba mất khách trơn. Ừ, lên này nó. Rồi. Chị Nguyễn. Trong thời gian chờ em còn mấy cái áo bà ba này mấy chị. Em còn mấy cái áo size 2. À, chị nào chưa có mua được cái áo cách tân size 2 100k một áo, rất là đẹp luôn. Mã hồng size số 2, bữa nay em mới có hàng. Hôm bữa chị nào chưa có chốt được thì chốt lại giúp em ha, mã ngọc. Đến 57kg mặt dừa. Mã ngọc 100k một áo. 1m50 nặng 55kg mặt không có dừa. Chị Nguyễn em ơi, 1m50 nặng 55kg làm gọn người mặt mới dừa. Còn không thì lên size số 3 dùm em. Nhưng mà nha, lên size số 3 dùm em. Hai cái màu đó em không có còn. Nãy chị chốt màu gì với màu gì vậy? Tím với lại là xanh bơ. Tím với xanh bơ em không có còn size số 2 chị. Ủa anh không có còn size 3. Size 50 nặng 55kg là thường em chốt cho khách size 3 nha. Cái áo lẻ này đi mấy chị rất là đẹp luôn nè. 100k một áo, quần ống suông em đang mặc là 70.000 một quần. Chất liệu giải thun luôn chị. Thun minh 4D nha, rất là đẹp luôn. Thun này cái chị kéo không có bị bể bông đâu nha, rất là đẹp luôn. Rồi, chốt giúp giùm em mã em đang mặc là mã ngọc. Mã ngọc nha, mã ngọc. Ngọc em còn được mấy cái size 2 nha. Chị nào hôm bữa chưa lấy được ngọc 2 thì chốt lại giùm em. Rồi, mã ngọc. Rồi, cái này lên với em là mã đẹp. Đẹp em còn được cái size 2 luôn. Đẹp em còn được một cái size 2 luôn. 100k một áo. Em mới vừa bán xong size 2. Hồi trưa mấy chị kiếm size 2 quá trời luôn, không có. Hồi chưa em không thấy, hồi chưa anh thấy là em đem ra em bán luôn rồi. Ngọc 2 cho chị Vi Nguyễn. Chị Hằng Thúy ơi, chị Hằng Thúy chốt gì vậy chị ơi? Không, thun von nó khác chị Phương Bình. Cái này là thun lai dâm nó khác mà. Các phải nó dày dặn hơn. Nó khác nha chị. Thun lai dâm là nó giống như cái giải quần vậy nè. Đó, em in 4D lên. Đẹp 2 cho chị Nguyễn Út. Chị Nguyễn Út lên giúp em cân nặng chiều cao. Chị Nguyễn Út lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo. Xanh ngọc 2 cho chị Trường Giang. Sao vậy? Ảo. Size 2 là tầm khoảng 52-53kg đến 56-57kg mặt dừa nha chị Nga Mụi ơi. Chị Trường Giang ơi, chị có lấy quần thì nói với mấy bạn chốt đơn lấy giùm em nha. Trên like em chốt áo cho mấy chị thôi. Chị Nguyễn Út lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số alo. Size 2 hồi trưa em like bà ba với cách tân là siêu hiếm luôn á. Toàn toàn là 4, 5, 6 thôi mà mấy chị.
Chị nào vừa lấy đi để hết rồi. Chị Thảo Trần 1m52, nặng 51kg, mặc size 2 luôn chị. Em chỉ còn có hai cái này là size số 2 thôi. Chiếc tím quế này là size số 1. 52kg đổ lại mặt dừa nè. 52kg cao 1m55 đổ lên, chứ em chị nào thấp người thì 50kg đổ lại. Đây là cái tím huế. Tím huế chỉ còn size số 1 thôi, xanh ngọc thì còn được size 2, đẹp em còn được cái 2 nữa nha. Rồi chị Nguyễn Út không có lên cân nặng chiều cao, không có số alo luôn thì em quỷ ha. Rồi, có bao nhiêu cái size 2 đó lấy thì chị Ngọc Tiền đi. Okay. Được có hai cái là chị Ngọc Tiền. Cái ngọc này em gửi qua sau á. Ok chị Nguyễn Út nha, em thấy số alo của chị. Ấy chị hai cái luôn đi, em còn hai cái đấy, hai cái. Áo em đang mặc hết size 3 rồi. Áo em đang mặc hết size 3 rồi. Cái này nó còn trùng màu, em lấy cho chị luôn nha chị Ngọc Tiền. Ba cái luôn nha, tại vì là nó hết rồi, hôm bữa giờ không có cái ngọc. Cho nên chị mới gửi qua hồi chiều, nó bị sót bên xưởng. Rồi bộ này là 130 nha mấy chị, bộ bà ba nút thắt nha, quần ống suông. Hết 4 luôn rồi chị, giờ nó còn có một cái 1 à. Em còn có một cái 1 rồi, cái này size 2 rồi. Có cái áo này size 2 này, chị Ngọc Tiền lấy luôn không? Cổ nữ hoàng. Cái áo lẻ, cổ nữ hoàng. Tay lê. Cái áo này đâu vậy? Còn một cái tím quế, chị Ngọc Tiền lấy thôi, chị Ngọc Tiền. Lấy cho chị Ngọc Tiền cái đó đi. Còn cái một chị Ngọc Tiền lấy thôi, chị Ngọc Tiền. Cái một tím quế là 52, 52, 53 kg đổ lại nè chị. Chị nào cao cao gọn gọn người mặc cũng được, 53 kg. Em còn có một cái này luôn, là em hết cái... là em hết cái cấp tâm luôn rồi đó. Còn cái xe 1 tiếng quế chị nào lấy cho em luôn đi mấy chị. Ờ cái này xe mấy đây? Xe 2 rồi lấy cho chị Ngọc Tiền luôn. Đây. Đó em dồn hết cho chị Ngọc Tiền đi. Chị Tiền lấy luôn cái 1 nè. Em nhận được nha chị 77 ơi. Em nhận được rồi đó, ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho chị rồi mấy bạn trừ ra cho chị. Là bộ em mặc giá 130.000 cái chị. Lên giúp giùm em màu em đang mặc là màu nâu. Em còn 1. Nâu em còn được size 1. 1, 4, 5. Màu nâu em đang mặc là còn được 1, 4, 5. Cả nhà chốt giúp giùm em nha. 1, 4, 5 lên với em mã nâu. Mã này lên giúp giùm em là màu nho. Nho em còn được có một bộ size 1. Nho lên với em nho. Là chị được... chị Ngọc Tiền được mấy cái? 6 áo. 6 áo chị Ngọc Tiền, 6 cái size 2, 5 cái size 2, 1 cái size 1. 6 áo, chị đẹp. Lên giúp em mã này là mã xám cả nhà ơi, xám em còn được size 2, size 4 và size 5. Xám em còn được 2 4 5, 130.000 một bộ nha. Bà ba rất là đẹp luôn. Rồi màu này cả nhà lên giúp em là màu xanh đen. Xanh đen em còn được size 3 với size 4. Đẹp quá. Xanh đen. Áo bà ba lẻ là em lên hồi trưa hết rồi chị. Tối nay em không có like bà ba lẻ nha. Lên với em màu này nha mấy chị. Chốt em màu này là màu xanh đen. Xanh đen em còn được size 3 với size 4. Nè mấy chị đồ bà ba bộ. Em lên đồ em lên bà ba bộ cho mấy chị. Thì mấy chị lại hỏi bà ba lẻ.
lên giúp em màu xanh rêu. Xanh rêu em còn được C4 với C5. Lên giúp em màu xanh rêu rồi em hết nha mấy chị. Em gút cái bộ sẫm, bộ giả váy đó ra đi Huyên. Cái đó không phải hả? Ủa anh sẫm, sẫm mèo, sẫm mèo ra trước đi. Đó đó. À, không phải, cái này là áo quần lẻ với cái bộ này, cái bộ hiu. Em lên cho mấy chị sẫm màu nha, sẫm màu em còn được một ít nè mấy chị. Sẫm màu em còn được một ít nè. Hết trơn đồ rồi mấy chế ơi, em cũng sạch kho luôn rồi đó. Thứ bảy chủ nhật em ốp nha mấy chị, em không có like nha. Thứ bảy chủ nhật em ốp, hẹn cái chị thứ hai về like tiếp. Còn cái kho mango thôi, còn được 300 mấy bột mango là em hết rồi đó. Mấy cái kia nó còn lẻ vài bộ. Xanh riêu 4 cho chị Nguyễn Thi Chi. Ủa nãy rồi trời ơi, đúng không? Bấm lại xanh riêu, à xanh riêu 4 là bộ bà ba, đúng rồi. Ok, bộ 130 cho chị bà ba. Ủa quên, cho chị Nguyễn Thi Chi. Rồi em lên cho các chị bộ này là bộ ống rộng nha mấy chị, bộ ống rộng. Sẫm ống rộng thiêu. Bộ này là 100, bữa hổm em bán cho mấy chị là 150. 150.000 nha cả nhà ơi. Hôm nay còn có 1 2 3 4 5 6. Bộ này giống luôn đúng không? Thiêu khác. Thiêu khác. Còn có mấy bộ ạ? Xem vui vẻ cho mấy chị đẹp nhà em luôn ha. Còn 135.000 mấy chị ơi. 135.000 màu em đang mặc với chị lên giúp em là lá đậm. Lá đậm còn mấy chị mặc? Lá 3 đậm em còn 4. Lá đậm em còn 3 với 4. Cả nhà chốt giúp chùm em lá đậm, bộ này đẹp lắm luôn á. Sắp tân em hết rồi chị đổ pin. Lên với em lá đậm nha cả nhà. Lá đậm em còn được 3 với 4. 135.000 rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bộ sẫm màu nâu. Lá đậm 4 cho chị Nguyễn Thi Chi. Cao 1m7 quần vừa không? Không chị, trời ơi 1m7 làm sao mà quần vừa được, chứ cao quá. Lên với em màu nâu nha các chị ơi, nâu em còn được bộ size 2. 135 em. Của chị Ngọc Tiền 3 với 4 đủ mèo. Bộ 3 chị mặc, bộ 3 với 4. Rồi còn bộ nào em lấy cho chị? Cái nào có 3 lấy. Này còn 2 ha. Nâu em còn được bộ size 2 nha mấy chị, nâu 2 cho chị Trường Giang. Size 6. Nâu 2 cho chị Trường Giang, em còn được một bộ đỏ size số 6 quá đẹp luôn mấy chị ơi, chị nào vừa chốt đi. Một bộ đỏ duy nhất đỏ hận. Cái màu đỏ lên rất là đẹp. 135.000 chốt giúp em mã đỏ size 6. Size 6 các chị ơi, lên với em mã đỏ. Chốt em đỏ. 135.000 đỏ 6, đỏ 6 chị nào chốt đây. Đỏ 6 cho chị Dương Hướng. Size 6 là size cho các chị tầm khoảng 71-72kg nha. Đến 75-76kg mặc dù. Số 6 hết rồi chứ Hương. Nâu 2 em hết rồi. Chị Ngọc Châu Trần. Lên với em màu này là màu ngói đi mấy chị. Ngói em còn được bộ size 2. Ngói em còn được bộ size 2. 56-57kg đổi lại mặt dừa. Lên với em nói nha. Đỏ 6 em hết rồi. Nói 2 cho chị Ngọc Châu Trần. Em chào chị em My Nguyễn. Chào chị đẹp. Rồi lên với em màu này đi cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là màu tím môn. Chị mới nhận được 4 cái áo dài mặc vừa lắm sớp ơi, cảm ơn sớp nhé. Em cảm ơn chị Đỗ Thị Phượng rất là nhiều nha chị ơi. Màu tím môn em còn được bộ size 2 nè mấy chị. 56-57kg đổ lại mặt giường. 52-53kg đổ lên 56-57kg mặt giường. Em còn được bộ tím môn 2 rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Có 135.000 cả nhà chốt đi. Bộ lên rất là đẹp luôn ha. Mặc lên nhìn vừa dáng đẹp quá chừng.
dáng mềm mại thướt tha. Tím môn 2 em chốt cho chị Ngọc Trao Trần. Em còn bộ riêu 4 như em đang mặc nè, chị đẹp nè, chốt cho em luôn đi. Em còn bộ riêu 4 giống như em đang mặc vậy nè mấy chị. 60 size 4 là tầm 62kg đổ lên ha, 65-66kg đổ về. Bộ em mặc hết size 6 rồi chị Thúy Muội. Em còn bộ riêu 4 như em đang mặc là 135.000. Tiếng môn em hết rồi chị Hồ Tiến. Chị Thập Thị Phượng em lấy chị bộ riêu 4 nha. Riêu 4 cho chị Thập Thị Phượng. Cảm ơn quý chán nhiều lắm. Chị Thập Thị Phượng ơi, chị lấy riêu 4 đúng không? Chị Phạm Thanh Hằng, em cảm ơn chị Phạm Thanh Hằng. Năm mới phát đài nè. Dạ. Nhìn cái avatar này nhìn không ra ai ta. Cảm ơn bồ Emmy. Cảm ơn bồ Emmy rất là nhiều. Rồi riêu 4 em chốt cho chị Thập Thị Phượng. Là em hết mẫu luôn. Cảm ơn mấy chế nhiều nha. Phải bộ mặt không ta? Nhìn avatar nhìn không biết, nhìn không ra. Trưa nay chị nhận hai bộ bà ba, mặt đẹp và dễ thương quá nè. Em cảm ơn chị Hoa Tím rất là nhiều. Mai mốt có mua gì ủng hộ em nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ like cho các chị một like trưa, ngày mai em like cho cái gì một like nữa là em nghỉ thứ bảy với chủ nhật. Thứ hai chưa, thứ hai em like lại nha. Chưa thứ hai like lại. Cho em xin bill chị Thập nha. Rồi rồi. Okay. Rồi hết nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đồ đi chùa là em còn đồ bà like nè chị. Rồi em còn mấy bộ sẩm phối, mấy chị chốt cho em luôn đi mấy chị. Mấy bộ sẩm phối 130.000 nè. Ê, nó còn có màu hồng tươi không mà hơi sale cho mấy chị đi ha. Nó còn màu hồng tươi với màu hồng đậm mà. Size 4 thôi mấy chị ơi. Còn có mấy bộ size 4 mấy chị đẹp. Nhà em ủng hộ em luôn đi. Size 4 với size 5 nè. Còn bộ nữa ha. Bộ này em bữa em sale 130 nè. Rồi bữa nay em sale cho mấy chị thêm nữa ha. Em còn được hồng tươi là em còn được size 4, size 5. Size 4 là 63-67kg, size 5 là 68-72kg mặt dừa. Em còn được màu hồng đậm 4, ủa quên màu hồng. Hồng tươi, size 4 với size 5 và bộ riêu 3. Ok, cảm ơn bồ nha, cảm ơn bồ rất là nhiều, bồ cũng vậy nha bồ ơi. Rồi lên giúp em cái này nha các chị. Áo dài cách tân là dài bữa nữa có. Hồng 5 cho chị Hương. Em sale cho mấy chị còn 120.000 đi mấy chị, em giảm thêm 10.000 nữa cho mấy chị ha. Cái này em mới like hồi hôm qua là em bán 130 đó. Riêu 3 em chốt cho chế Ngọc Tiền. Rồi em còn được bộ hồng tươi, em còn được hồng tươi size số 4 nè mấy chị, có 120.000 cái chị đẹp nhà em chốt đi. Rất là đẹp luôn, size 4 là size cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 62 kg, 63 kg đổ lên ha, 62-63 kg đổ lên, 67 kg đổ về. Hồng 4 cho chị Hiền Nguyễn. Chị Hiền Nguyễn ơi, chị Hiền Nguyễn lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị Hiền Nguyễn. Kèm theo số alo giùm em cái bộ phối sẩm này đẹp lắm, bộ này 150. À, em xem cho mấy chị còn 120. Nó còn có mấy bộ mà mấy chị, không có còn nhiều, bây giờ nó còn lẻ lẻ không à. Cái bộ sẩm này đẹp lắm. Mấy chị yêu ơi, bộ sẩm rất là đẹp. Ok, hồng 4 em chốt cho chị Hiền Nguyễn. Em thấy số alo của chị, em cảm ơn chị. Hồng tươi hết 3 rồi, chị Nguyễn Trân lưu rồi. Không, hôm nay không có áo dài. Chờ lối dài mới đi chị Đỗ Thị Phượng. Chờ lối dài mới đi. Áo dài em còn có mấy bông ngày hôm qua chị. Hết trơn chứ Linh Mẫn ơi. Hết trơn. Ủa, còn bộ áo dài 170 tiếng Quế xe 2 em còn chứ Linh Mẫn. Áo dài nguyên bộ màu á đúng không chị? Em quên mấy chợ nãy giờ em cứ nghĩ mấy chị hỏi em áo dài bông, áo dài màu nguyên bộ em còn nha. Giấu nữa. Hồng em chốt cho chị xe 5 rồi chị Hương ơi, có một bộ xe 5 em chốt cho chị rồi đó. Giờ nó còn 3 bộ này xe 4 nè. Em còn 3 bộ xe 4, chị nào vừa lấy giúp em luôn đi mấy chị, 4 bộ chứ. Đẹp lắm luôn á. Sẩm phối. Size 4 là size cho cái chị 62-63kg đổ lên, 66-67kg đổ về.
Ok chị Linh Mẫn, em chốt chị Linh Mẫn một bộ áo dài tím quế 107 size số 2. Rồi lên giúp em đi mấy chị, bộ này có 120 nè, chốt đi các chị ơi, rất là đẹp luôn. 120.000, còn có mấy bộ C4. Chị đẹp ủng hộ em đi mấy chị. Cho em qua mẫu đi mấy chị. Ủng hộ em, cho em qua mẫu rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Hồng C4. Em chốt cho chị Ngọc Trân luôn. Ok chị. Bộ này là size 4 là size cho các chị 62, 63 ký đổ lên ha, 66, 67 ký đổ về. Bộ em đang mặc cho chị Nguyễn Trang 120.000, 150 em xem cho mấy chị, còn 120. Còn bộ nữa mấy chị ơi. Còn hai bộ nữa. Ủa, còn bộ nữa, còn bộ em mặc nữa mấy chị. Còn bộ em mặc chị nào chốt cho em luôn đi cả nhà. Cho em qua mẫu khác đi mấy chị, cho em qua mẫu zoom cho mấy chị là zoom em còn xả ra được một ít nè. Zoom em xả ra được còn được tổng khoảng 15 bộ. 15 bộ em sale cho mấy chị luôn. Một bộ hồng. Chị Hồng Phạm một bộ hồng size số 4 em đang mặc cho chị Hồng Phạm là em hết. Em cảm ơn chị Hồng Phạm rất là nhiều. Chị Hồng Phạm lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị Hồng Phạm. Lên với em cân nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị. Bộ em mặc hết size 2 rồi chứ đẹp ơi. Cho chị cái cọc zoom đi. Em lên cho mấy chị bộ zoom nha. Dùm em còn được một ít thôi. Dùm em xả mẫu. Dùm em xả mẫu nha mấy chị. Nên em bán cho mấy chị có 90.000 à. 90.000 một cái dùm. Mại vô mấy chế ơi. Đẹp bao la luôn. Đẹp quá đẹp cho bộ dùm luôn. Dùm chất liệu vải thun lỗ nha, em xả mẫu là em không ra mẫu dùm nữa đó mấy chị. Em xả mẫu là em xả không ra dùm ha. Quá đẹp cả nhà ơi, quá đẹp. Để chị mặc xem nó. Cái hồng chắc tới một ngọt. Chị Hồng Phạm lên giúp giùm em số alo chị Hồng Phạm ơi. Rồi zoom em đang sale cho mấy chị là 90.000 nha mấy chị. Cái này là dây kéo trước giúp em nha. Cái này là dây kéo trước rất là đẹp luôn. Zoom quần ống suông. Size 1 là 50kg đổ lại mặt dừa, size 2 là cho các chị 55, số 4 lấy cho chị Ngọc Tiền hết đi. Ok, chị Ngọc Tiền em chúc mừng. Ủa, chị Ngọc Tiền số 4 là chị Ngọc Tiền lấy bộ hồng, bộ sẫm hay là lấy dùm, dùm chị lấy dùm đúng không? Dùm size 4 cho chị Ngọc Tiền là chị lấy đủ bông hay là chị lấy hết? Chị lấy đủ bông hay chị lấy hết? Em còn được 2 bộ C3. 2, 4, 6 bộ C4. Chị Ngọc Tiền, dùm á. Nó trong đó là bộ sọc là em có 3 bộ. Bộ sọc là em có 3 bộ, còn lại là 3 cái bông kia. Đủ bông, chị Ngọc Tiền đủ bông. Đủ bông C4 của dùm á. Rồi là được 4 bộ nha chị Tiền ơi, 4 bộ. Ok chị Hồng Phạm. Em chốt cho chị bộ hồng size số 4 nha. Em cảm ơn chị. Rồi em đang mặc mã này là mã nhí hồng thì mấy chị, nhí hồng hiện tại em còn được 1-2 năm. Nhí hồng em còn được 1-2 năm. Mã sọc. Sọc em còn được 1-2-4-5. Sọc em còn được 1-2-4-5 luôn, lên với em mã sọc. Sọc em còn được 1-2-4-5. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã xanh biển. Biển em còn được size số 1 không mà mấy chị. Lên với em xanh biển. Nhí hồng size 2 cho chị Sang Lê. Lên với em mã này là mã hoa.
Hoa em còn được 1, 3. Hoa em còn được 1 với 3. Còn này đẹp nè mấy chị. Size 1 là 50kg đổ lại ha. Size 2 là 50-55kg tùy chiều cao. Size 3 là 55-60kg. Và size 4 là 60-65kg. Và size 5 là 65-70kg. Cái bộ mã hoa này đẹp nè mấy chị. Cái giải nó cũng đẹp. Lên với em mã hoa nha. Mã hoa em còn được 1 với 3. Mã này lên giúp em là mã nhí đỏ. Ủa? Mã này qua mình lên gì? Bông nhí. Bông nhí em còn được có 1 bộ size 1 rồi mấy chị. Bông nhí em còn được có 1 bộ size 1 rồi. Hoa ba em chốt cho chị Hồng Tuấn. Ok à. Chứ Hồng Tuấn. Lên với em mã lá. Lá em còn được size số 1 không luôn cả nhà ơi. 50kg đổ lại mặt dừa. Lên với em mã lá. Rồi cái này cả nhà lên giúp giùm em là mã ngọc. Ngọc cũng còn được size số 1 không. Chị nào 50-51kg đổ lại nè mấy chị chốt đi. 50-51kg đổ lại là ok. Nhí hồng 5 cho chị Anna Lê. Họa tiết em còn được bộ size 1 luôn. 90.000 chị. Dung em xả mẫu 90.000. Em xả mẫu cho cả nhà mình còn có 90.000. Bộ lam để đâu vậy? Bà ba. Nhí cam. Nhí cam em còn được bộ xe 3 mấy chị. 55-60kg lên với em nhí cam 90.000. Nhí cam quá đẹp luôn. Lên với em mã nhí cam. Nhí cam em còn được 1 bộ xe số 3. Cả nhà chốt giúp giùm em nhí cam. Dùm số 5 em còn được mã sọc không à chị Hiền Phạm ơi. 65-70kg em còn được mã sọc không à chị. Mã này nè. Chị có lấy không em chốt cho. Mã sọc. Đây chị 65-70kg. Nhí hồng 5 em hết chị Nguyễn An ơi. Em còn được mã sọc xe số 5. Sọc em còn được 1, 2, 4, 5. Rồi em hết rồi đó, hết dùm rồi. Ok chị Hiền Phạm. Chị Hiền Phạm lên giúp giùm em số alo ạ. Em chốt dự bị cho chị Anna Lê bộ sọc 5. Em có một bộ màu lam size số 1 nè mấy chị, bộ bà ba. 130.000 vuông ống suông. Đẹp quá, màu lam. Lên với em màu lam. Còn được bộ C1. Ok chị Hiền Phạm. Nhí hồng size số 2 cho chị Út. Size 4 em chỉ còn được có mã sọc thôi chị dâu tay. Em còn được mã sọc thôi chị. Lam hết 2 rồi chị Thúy Ái. Bộ đó em còn size 1 không hả chị. Rồi lên bộ bà Lai ha. Bộ bà Lai đi chùa nè. Bộ bà Lai em còn được nhiêu đây nè mấy chị. Bộ bà Lai này em còn size 2 nè chị Thúy Ái. Sọc 5 em hết chị Nguyễn An ơi. Bộ em bận 60kg vừa không. 60kg cao nhiêu vậy chị Thủy Nguyễn ơi. Chị hỏi em bộ dung đúng không. 60kg chị cao bao nhiêu vậy chị. Nghe qua nhà chị Hai nhấn bên lại. Hết trơn xe 1. Ai biết hôm bữa không chốt đơn. Hôm bữa quên mất tiêu luôn á.
cứ nghĩ là đồ ở trên còn nghe vậy tao soạn cái trên đó còn đó mấy bộ kia của chị đâu ừ không biết chị soạn chị dọn đồ rồi chị bỏ nó đâu vậy không biết đường kiếm sáu mươi ký cho em chiều cao chứ ơi sáu em biết chị 60 ký rồi nhưng mà chị cho em cái chiều cao luôn rồi bộ này nha mấy chị ơi bộ này nha cả nhà ơi bộ này em bán cho mấy chị giá 130 ha 130 bộ nào đẹp ta mấy bộ nào đẹp bộ màu nâu à bộ màu nâu rồi mai nhà chị hai nhóm bên nha không có chị Thư Vũ ơi bộ em mặc nè mấy chị 130 ngàn giá 130 ngàn ha bộ em mặc màu hồng đậm màu hồng đậm em còn được size số 2 55-56 ký đổ lại mặc vừa lên giúp em hồng đậm chứ em mã hồng đậm màu này lên giúp em là màu tím lục bình em còn được bộ size 4 60-65 ký mặc vừa lên giúp em tím lục bình nâu không có size 3 chị nâu em hết không là còn bộ size 2 em nâu em còn có bộ size 2 à bộ ừ đúng rồi dạ ơi lên chị đẹp chị thấy đó chị không nói gì hết đâu biết đâu còn xe máy chưa để chị hỏi chị ấy coi chị có lấy không tím lục bình 4 cho chị Nguyễn Thi Chi là em hết tím lục bình 4 màu nâu em còn đựng bộ xe 2 hồng đậm em còn xe 2 không mà chị hết xe 3 rồi lên với em màu này nha mấy chị ơi màu nâu em còn đựng bộ size 2 55-56 ký đổ lại mặt dừa size 3 em còn đựng bộ màu xanh coban 130 ngàn à, em còn sót một cọc bà Ba Thiêu ở đây nè chị mấy chị 3 với 4 chị chờ em xíu em lên xanh coban em còn đựng bộ size 3 lên với em coban chị nào lấy lên giúp em coban nâu 2 em chốt cho chị Thúy Ái nâu 2 cho chị Thí Ái lấy thì chị Thí Ái cái kiểu này đẹp lắm đó. Em cũng lấy bộ nâu nha thứ sao thứ bảy chủ nhật em cũng em đi lễ em đi núi nè nâu 55 ký em hết rồi vậy hả chị cuối tuần này em đi An Giang chứ xanh coban 3 chị Anh Liên ơi chị Anh Liên chốt xanh coban 3 đúng không lên kèm cái size giùm em size 3 là chỉ có 55-60 ký thôi chị lấy thì lên giúp em là coban 3 chị Anh Liên số alo của chị là em có rồi giá 130 ngàn một bộ chị rồi xanh đen em còn được hai bộ size số 2 nè 55 ký đổ lại mặt dừa lên giúp em xanh đen mấy chị cho cân nặng thì cho luôn giùm em cái chiều cao mấy chị còn chị nào biết size rồi thì lên size giùm em luôn nha tại em không có nhớ size của mấy chị em đọc là ví dụ em đọc size 3 mấy chị chốt cái size 3 thì mấy chị lên giùm em lên giúp em xanh đen nha xanh đen em còn size 2 55 ký đổ lại mặt dừa lên giúp em màu này là màu tím đậm size 2 nè cái này em còn size 2 nhiều 1m65-61 ký 1m65 là em không có bảo đảm cái chiều dài nha chết chiều dài có thể là chị mặc nó vừa chấm cái mắt cá đó được không được thì em chốt cho 65 ký xe 4 nhưng mà mẫu này em hết xe 4 thì chị Quỳnh My lên với em màu này là màu tím đậm em còn đựng bộ xe 2 nè mấy chị tím đậm em còn đựng bộ xe 2 cả nhà chốt giúp em màu tím đậm nha rồi còn đựng bộ màu đen xe số 2 luôn hết xe 5 rồi chị em còn được một bộ màu đen xanh số 2 luôn cả nhà ơi quá chừng đẹp đen 2 55-56 ký đổ lại tùy chiều cao cái chị đẹp nhẹ mặc vừa đó đen 2 cho chị Ngọc Bích ok đen 2 cho chị Ngọc Bích xe số 3 là em chỉ còn được có một bộ màu xanh coban thôi nha cả nhà xe 1 không còn bộ nào luôn chị Trúc Ly em cũng mặc xe 1 và giờ em phải lấy xe 2 nè xe 2 là như bộ hồng đậm em đang mặc vậy nè chị nào
ướt ôm hơn thì nhấn bên vô. Ngày mai em cũng đem qua nhà chị Hai nhấn bên vô giùm. Bộ màu cổ vuông là một bộ nào ta? Nãy giờ đâu có lên bộ nào màu cổ vuông đâu. Có lên cái bộ này thôi mà bà. Ba mà. Bà ba mà chị đâu có bộ nào màu cổ vuông đâu. Nâu hai em hết rồi à, chị. À bộ sẫm á hả chị? Sẫm á. Sẫm á chị. À sẫm em hết rồi, không còn bộ nào chân á. Nè còn được bộ này size 5 nè. Nhưng mà phiêu khác tí xíu chứ. Bộ màu đen luôn. Bộ đó quá đẹp luôn. Bộ này quá ơi. Đẹp luôn. Chị Hồng Thuận chốt cho chị nha. Bộ duy nhất. Trời ơi giả váy luôn chứ ơi. Được cái quần giả váy luôn. Quá chừng đẹp. 135.000 luôn. Bán cho chế 135.000 luôn. Có một bộ duy nhất luôn đó chế. Trời ơi siêu phẩm cho chế luôn. Cái này là buồn ngủ mà gặp chiếu manh luôn nè. Quá trời nó xuất sắc. Được một bộ đồ quá ưng ý ha chế. Gọi chốt cho chế đó. Hên quá chế ơi. Chúc mừng chế. Chúc mừng chị nha. Chúc mừng chị nha. Lại chị Hồng Thuận lại luôn không chị. Hả? Lại luôn không? Đây em lên lại cái bộ bà ba cho mấy chị nè. Ồ bà ba hồi giờ hồi chiều chị tôi em chị mới gửi qua tập nữa nè mấy chị. Cộng này C4 luôn ha. Ừ, nãy chị chốt C3. Ờ nãy chị nào chốt C3 C4 nè để em like cho. Xin lỗi mấy chế nha. Chốt lại mấy chế ơi. Chốt lại mấy chị ơi, bộ này em còn được C3 C4 C4 nên em còn được C4 nè. 145.000 bộ bà ba thêm nè, đẹp lắm. Sắc nè mấy chế ơi, nhanh tay nha mấy chế ơi, để ngày mốt mình đi lễ đi chùa nha mấy chế. Tím Huế em còn được 234, 145.000 bộ nè mấy chị. C4 đẹp đẹp không? Siêu phẩm đấy chứ ơi, nhanh tay. Siêu phẩm. Tiếng Quế em toàn được 234. Size 2 là cho các chị 55-56kg đổ lại mặt dừa nè mấy chị. Size 3 là 60-61kg đổ lại. Và size 4 là cho các chị 65-66kg đổ lại mặt dừa ha. Tiếng Quế, chị nhận đồ bà ba rồi đẹp nha em. Cảm ơn chị Văn Hiền rất là nhiều. Rồi cả nhà ơi, cả nhà lên giúp giùm em Tiếng Huế 3 cho chị Thùy Trang Trương Thị. Ok à, chị lên nha em Tiếng Huế đi mấy chị. Tiếng Huế hiện tại em còn 234, 145.000 một bộ. Hàng này là hoa sen em thiêu trực tiếp cho mấy chị nha. Cái hoa sen này về cái chị nhớ ngâm nước nha. Nhớ ngâm nước lạnh cho nó rã cái giấy ra cả nhà. Rồi lên với em màu Tiếng Huế. Tiếng Huế 4 cho chị Thu Ngân. Tiếng Huế 3 em chốt cho chị Thi Hoa Lê là em hết rồi. 70kg là mặt size 5 em còn được có bộ màu hột gà hả chị? Chị Nga Phạm ơi, đơn hàng á, em đã gọi chốt đơn cho chị rồi thì em đã gửi rồi đó chị. Gửi thì đơn hàng nó phải cần cái thời gian nó đi nha. Khi nào nó tới thì bưu tá họ sẽ liên hệ họ giao cho mình. Chứ đâu phải là em chốt đơn cho mấy chị mà em giữ hàng ở đây em không gửi đâu mấy chế. Mấy chế nói giống như là mấy chế chấp tụi em vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp tụi em lắm. Yeah, đơn hàng của chị là đang vận chuyển, chờ giùm em đi chị nhé. Chứ đơn hàng bên em đã gọi chốt đơn là em đi em cho đi đơn ngay cái lúc tối đó luôn. Nhiều khi em bên em chốt đơn tới 8 giờ tối, bưu tá cũng phải ngồi chờ tới 8 giờ tối để lấy hàng đi cho mấy chị đó, chứ em không có giữ lại ở shop nha. Yeah. Rồi đơn hàng đi được em còn mừng nữa, còn đơn hàng thì nó sợ có cần thời gian nó đi mấy chị. Ví dụ như mình ở ngay trung tâm á thì nó đi nhanh tí xíu. Còn ví dụ như mấy chị ở tuyến huyện, tuyến xã thì nó phải phân công từ từ tới. Nó phải chậm hơn một ngày nha. Rồi phụ thuộc vào cái bạn bưu tá đó nữa. Bạn bưu tá đó là bạn có đi ngay cái tuyến đó không. Ví dụ mấy chị ở trong vùng sờ, vùng xa một tí xíu vô tuyến xã, tuyến ấp á. Thì bạn phải dồn 2-3 cục mà cùng cái tuyến đó thì bạn mới đi phát cho mình. Thì mình chịu khó mình chờ giúp em đi mấy chị. Chứ em đâu có giữ lại đây nha. Tiếng Quế 4 cho chị Nguyễn Tiền. Làm hết Quế 4. 65kg là cao bao nhiêu chị Thanh Lý Bùi ơi, cho em cái cân nặng và chiều cao của chị nha. Size 2 còn bộ Tiếng Quế em đang mặc nè.
chứ lúc nào em lên mấy chị cũng hỏi sao hàng của chị không có, sao hàng của chị không có, không phải là em không gửi cho mấy chị đâu. Xe 2 còn nhiều màu đẹp lắm mấy chứ. Đơn hàng em gọi là em cho đi đơn luôn mấy chị. Ăn Tết quá lớn luôn chứ Kim Anh ơi, em ăn Tết xong em lên 2kg. Bây giờ em phải ăn healthy trở lại để em giảm cân lại nè. Em phải về móc 50kg, em phải giảm 2kg. Em lên đùi rồi đó chị Tiên Võ. Bộ này hết trơn xe 6 rồi. Chứ Kim Anh ăn Tết lớn không chị? Rồi lên tiếp nha mấy chị, màu xanh bơ đi. Màu xanh bơ nãy chị nào chốt mà không có còn hàng nè. 2, 4. Bơ em còn được 2 với 4 nè. Xanh bơ số 3 hết trơn rồi chị Thi Hoa Lê ơi. Bơ em còn 2 với 4 chứ ơi. Bơ em còn 2 với 4 nè. Màu bơ đẹp ha. Bơ quá đẹp luôn, bà ba màu các chị mặc nguyên bộ đi mấy chị. Em thiêu cho mấy chị như thế này nó chị mặc rất là dễ luôn, các cô lớn tuổi các cô mặc nó cũng sang nữa. Bà ba là các chị đẹp nhà em á là nên mặc nguyên bộ. Em thấy bà ba màu mặc nguyên bộ nó sẽ đẹp á. Lên với em màu tím em đang mặc là toàn size 2 á chị Nguyễn Hằng. Size 2 là tầm khoảng 55 56 kg. Chị nào cao cao gọn người chắc 57 kg mặc được nha. Rồi size 3 là cho các chị màu xanh bơ là em còn được 2 với 4. 2 với 4 lên với em màu bơ. Em lên xếp đùi rồi đó chị Hoài Đòn. Riêu hả? Riêu 4 em còn chị Kim Anh ơi. Cái màu em mới vừa lên là màu xanh bơ nha. Chị hỏi chị Hoài Đòn đơn ngày hôm qua với bữa nay sao gọi. Không, chị gọi lại rồi, chị kêu đi đơn luôn. Chị cũng không nói em hả? Không. Trời ơi, có nói gì đâu. Dạ, em lùm nó quên. Cho cái chị Hoài Đòn em đi đơn luôn cho chị. Trừ lại 20 ngàn. Chị Hồng Phạm xanh bơ 4 cho chị Hồng Phạm. Ok chị Hồng Phạm. Bơ 4 hết rồi chị Liễu Nguyễn ơi. Bơ 4 hết luôn rồi mấy chị yêu ơi. Riêu nè, đây là màu riêu nè. Không, cái này là lá đậm. Lá đậm nó đẹp hơn màu riêu. Đây hả? Vậy là em dự bị ha. Màu xanh bơ em dự bị đi mấy chị chốt nhiều nè. Xanh bơ em dự bị cho chị bơ em dự bị cho chị nè, là chị Kim Anh. Bơ dự bị cho chị Kim Anh. Chị Kim Anh chốt lên trước mà chốt lộn màu nên dự bị cho chị. Em dự bị cho chị màu xanh bơ nha. Rồi màu này lá đậm đi, màu này đẹp nè mấy chị. Lá đậm em còn được size 3 với size 4. Cái chị đẹp chốt em ha, lá đậm. Lá đậm em còn 3-4, không có còn bộ nào size 6 chân á chị Thí Muội. Size 4 còn nhiều màu đẹp lắm. Size 4 còn nhiều màu rất là đẹp mấy chị. Lá đậm 3 cho chị Thiên Hoa Lê. Là em hết đậm 3. 66kg, chị Thanh Thí Bùi. Chị cao bao nhiêu vậy chị Thanh Thí Bùi? Em lấy cho chị là size số 4 nha. Lá đậm 4 cho chị Thanh Thí Bùi. Chị cho em xin thêm cái chiều cao đi. Để em chốt đơn cho chị nha. Nâu em không có còn size 4. Mấy chị nâu không có còn size 4. Các chị chờ em tí xíu lá đậm 4 cho chị Lưu Lon. Là hết lá đậm 4. Là em hết lá đậm 4 nè. Dạ em không có bà ba gấm, không có bà ba lụa luôn. Bà ba nhà em là bà ba thun nha. Bà ba thun co giãn mấy chị mặc mấy chị dễ chịu hơn, dễ di chuyển thoải mái luôn. Dạ xếp đùi chờ em tí xíu chị Huệ Đồng. Màu tím em đang mặc là còn size 2, 56, 57 kg đổ lại mặc vừa đó. Ủa lá đậm này mấy rồi chị? Lá đậm 3. Vậy là còn bộ 3. Lá đậm em còn bộ 3 nữa mấy chị. Lá đậm em còn bộ 3 nữa, tím em hết 4 rồi. Ok, 1m58, 66 kg mặc size 4 nha chị Thanh Thí Vùi. Rồi cái màu này nó không phải là màu nâu, em còn cái màu này nè, màu đỏ rượu. Đây chị nào mà thích màu đậm tí thiếu nhưng mà không bị tối là lấy cái màu đỏ rượu này nè. Màu như màu rượu nho vậy đó mấy chị ha, giống như màu nho vậy đó. Nho này em còn được 2, 3, 2, 4. 2, 3, 4, hết 3 nè. 3 đó hả? Nho em còn được 2, 3, 4 nè. Cả nhà đây, chị nào mà thích cái màu đậm một tí xíu nhưng mà không bị tối thì lấy cái màu này nè. Đây, lên với em màu này là màu rượu nho, nho 3 cho chị Ngọc Bích. 145.000 một bộ chị. Chiều em đổi cho chị hả? Em đổi cho chị là màu riêu á. Hồi chiều chị kêu em lấy màu riêu ở màu lá đậm á, chị Phụng Cao. Chị kêu em lấy cho chị là màu này nè, em đổi cho chị màu này nè. Màu này đẹp lắm chị. Hôm trước em thấy có một cô cổ mặc cái bôi cái bộ màu xanh này nè. Cổ cô đó tầm khoảng U40 mấy đổ lên á. Cổ đó mà cổ mặc nguyên bộ, sang dễ sợ luôn.
1m50 nặng 55kg, mặc size 3. Mặc size 3 nha chị Xuân Tiền Nguyễn. Chị Tí Hương là mặc size số 5. Nho 3 cho chị Thon Chiến. Chị Xuân Tiền Nguyễn cho em con nặng chiều cao đi. Đó rượu nha chị, là nho luôn. Ừ là nho luôn. Chị Xuân Tiền Nguyễn lên giúp em con nặng chiều cao đi chị, để em coi size cho chị nha. 145.000 một bộ, chị Tinh Trần ơi. Lá đậm 3. Chị Thi Hoa Lê có rồi. Chị Hoa Lê có rồi chứ chị. 145.000 bộ các chị ơi. Rượu 4 em chốt cho chị Phước Trần. Đó rượu 4 cho chị Phước Trần. Chị Xuân Tiền Nguyễn là mặc size số 3. Size số 2 là chị phải gọn người, chị mặc mới vừa. Chị gọn người chị mặc mới ok nha chị. Dạ con nghe cô ơi. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi cô, đúng rồi. Dạ dạ con nhận được rồi đó, đơn của cô ngày mai con gửi. Dạ dạ tại bữa nay nó chị trễ cái chuyến bữa nay rồi. Dạ. Rồi rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ. Không biết điên lùn nó đưa cho chị đó. Ai biết điên lùn nó tính đó. Chúc em vô em kiểm view đi. Lùn nó tính nó gửi chị đó, chị đâu biết đâu. Em cho chị một bộ màu tím, chị Nguyễn Hằng ơi, chị Nguyễn Hằng cho em cân nặng chiều cao của chị đi ạ. Chị Nguyễn Hằng cho em cân nặng chiều cao của chị đi chị, bộ tím quế em đang mặc là còn được size 2. Chị gì đây ta? Chị Xuân Tiền Nguyễn ơi, chị gọn người không? Gọn người thì mặc vừa size số 2. Em chào chị Trần Kỳ Duyên. À vậy hả chị? Chị cho lại em số alo bên đây đi chị Trần Kỳ Duyên. Rồi có gì em nói với bạn gọi lại cho. Cho em số alo bên này đi rồi có gì em nói với bạn gọi lại cho chị. Đơn của chị Thông Chiến đi, đơn luôn khỏi gọi nha em. Lá đậm không có xe 5. Chị Thanh Thí Bùi ơi. Lá đậm không có xe 5. Nếu mà chị không chốt xe 4 thì em xả ra ha. Ok chị Xuân Tiền Nguyễn, có gì chị nói với mấy bạn giùm em nha. Chụp hình gửi qua cho mấy bạn giùm em nha chị Xuân Tiền Nguyễn nha. 60kg 1m53 là chị Nguyễn Hằng mặc size số mặc size 3 hoặc là size 4. Bộ tím này chị mặc không có vừa nha chị, đen 4 không có chị lưu lon ơi. Tím 2 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. Tím hai em chốt cho chị Xuân Tiền Nguyễn là em hết. Lên với em màu này là màu đỏ rượu nha mấy chị, hoặc màu nho giùm em. Chị Hồng Phạm nè, đổi qua nho 4 nè. Vậy là cái bộ bơ hồi nãy là chốt cho chị gì đấy em? Chốt chị luôn. Kim Anh. Ok chị Kim Anh. Vậy là bơ 4 chị Kim Anh có nha chị Kim Anh. Ok chị Thanh Thí Bồi em giữ nguyên cho chị ha. Bộ em đang mặc là giá 145.000. Chất liệu và vải thun lai dâu. Nho 4 hết luôn rồi. Ừ? Nho 4 hết luôn rồi. Rồi nho 4 em hết luôn rồi chị. Chị Hồng Phạm ơi, vậy chị xả ra đi, chị lấy qua cái màu ngói giùm em được không? Rồi vậy là bộ ngói em còn được luôn. Ngói em còn được size số 2 và size số 4. 2 4 đúng rồi. Ngói em còn được 1 chứ, 1 2 4. Bộ này size 1. Ngói em còn được 1 2 4 nè mấy chị. Chị mặc size số 1 nha chị Tinh Trần ơi. Màu ngói em còn được size 1, size 2 và size 4, cả nhà chốt giúp giùm em nha màu ngói. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Ngói em còn được 1, 2, 4. Đó, cái màu này nó cũng đẹp nữa nè. Lên với em màu ngói à. Ngói em còn được 1, 2, 4. Lên với em màu ngói. Màu này lên với em màu cao khô. Cao khô là em chỉ còn được có một bộ size số 2 à. Còn có một bộ size 2 à mấy chị. Hết rồi chị Nguyễn Hằng. Lên với em màu này là màu cao khô đi mấy chị. Màu cao khô em còn được size số 2. Đây cái bộ màu hột gà nè, đẹp chưa cả nhà. Màu hột gà mặc lên gốc là trắng. Chị nào mà nước da ngâm thì lấy cái màu này nè. Nước da trắng thì mặc bộ này lên nó càng trắng hơn nữa. Còn nước da ngâm ngâm thì mấy cô với mấy chị lấy bộ này nè. Màu hột gà em còn được size 3 với size 5. Có 4 chị. 3, 4 hả? Ừ, 3, 4, 3, 4, 5. Hột gà em còn được size 3, size 4 và size 5. Hả? À. Nó nằm mất tiêu luôn. Người ta giấu mà. 145.000 một bộ cả nhà.
Rồi chị Hồng Phạm lấy gói 4, ok chị. Lên với em màu này nha các chị ơi, màu hột gà. Màu lam. Một bộ C4 duy nhất, lên với em màu lam. 65-66 kg đổ lại mặt dừa nè mấy chị. Lên với em màu lam, hột gà C5 cho chị Trần Loan. Tím em không có còn size của 60 kg chứ ơi. 53 kg vào mặt size số 3 thì hơi thoải mái nha chị Ngọc Hân. Màu tím size số 2 em đang mặc hết rồi. Lam em còn được bộ 4 nè mấy chị. 61-62 kg đổ lên 65-66 kg đổ về. Lên với em màu lam. Lên với em màu lam đi mấy chị, màu lam. Quá đẹp. Lam 4, chị nào vừa chốt đi mấy chị. Chị Văn Hiền, em chốt cho chị Văn Hiền được một bộ bơ 2 nha. Hột gà 2 em không có, hột gà nó là C3 chứ. Lam, lên với em màu lam nha, màu lam, hột gà 45kg không có. Chị Hạnh Nguyễn Ngọc ơi, đơn hàng ở bên em đã gọi cho chị chưa? Đã gọi chốt đơn cho chị chưa hay là chị mới chốt được trên trên live thôi? Nếu mà chốt được ở trên live không mà không có số alo là bên em cũng không có gọi nha, tại đây em không có thấy số alo của chị có lưu nha. Nên là coi lại giùm em nha chế. Chị Văn Kiệt Lê, lam 4 cho chị Văn Kiệt Lê. Chị Văn Kiệt Lê lên giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo luôn. Lam 4 em chốt dự bị cho chế Phúc Nguyễn. Lam 4 em chốt dự bị cho chế Phúc Nguyễn. Rồi màu xanh đen. Xanh đen em còn được bộ xe 4 luôn mấy chị. Bộ màu xanh đen quá đẹp. Mấy chị chốt đơn hàng á, là bên em còn phải gọi xác nhận đơn lại một lần nữa nha. Gọi xác nhận đơn được bên em mới đi đơn. Thì cái đó mới đơn mới là thành công. Tại có một số chị chốt ở trên live nhưng mà không có cho điện thoại, không có cho số alo. Rất là nhiều luôn bên top đó. Hột gà 3, C3 là tầm khoảng 56-57kg đổ lên nha chị. Tầm khoảng 57kg đổ lên, 61-62kg đổ về đó. Là mặt dừa tùy theo chiều cao. Còn ở bên em á, là bên em gọi điện cho mấy chị á, thì em đi đơn luôn đó mấy chị, chứ em đâu có giữ lại đây làm gì đâu. Thì đơn hàng nó cũng phải có thời gian nó đi với mấy chị, chứ đâu phải là gọi cho chị một cái là nó tới liền đâu mấy chứ. Gọi hôm trước hôm sau nó tới liền đâu. Nhiều khi trên đường đi nó gặp trục trặc cái này cái kia, rồi bưu tá họ đi giao hàng nó bị chậm nữa. Ví dụ như trễ 1-2 ngày thôi thì mấy chị coi, mấy chị ngóng hàng giùm em thôi. Còn đơn hàng em chốt cho mấy chị là lên xe liền, nó không có giữ lại. Tím quế em đang mặc không có còn size 2 chị Văn Hiền ơi, size 2 bây giờ em còn được màu nho với màu ngói nha, với màu cao khô. Nho ngói với cao khô nha chị. Xanh bơ thì chị chốt rồi. Xanh đen 4 cho chị đổ pin. Đổ pin là chị gọi không? Chị đổ pin là gọi là nghe máy giúp em nha chứ ơi. Chiều gọi không nghe máy em. Ngày mai gọi, ngày mai bên em gọi lại để ý điện thoại giùm em nha chị, khách mới hay khách cũ gì? Chị đổ pin nhớ để ý điện thoại giùm em. Đơn hàng gọi cho mấy chị khó quá. Chị đổ pin hả? Chị gọi giờ đó mấy bạn nhà em ốp máy rồi chị. Chốt đơn giờ đó là ốp máy rồi, gần 8 giờ, 7 mấy 8 giờ. Rồi bộ tím quế em đang mặc hết rồi mấy chị. Em mặc cho mấy chị màu đỏ rượu, cho chị mượn lại cái màu đỏ rượu đi. Đỏ rượu em còn được size 2 với size 3 nè mấy chị. Đỏ rượu là màu rượu nho đó. Màu rượu nho đó mấy chị. Xong cái này em lên lại xếp đùi cho mấy chị nha. Em lên lại xếp đùi cho cả nhà mình nè. Đây là màu đỏ rượu nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Bộ màu lam em hết rồi. À chị có bộ màu lam không? Có nha chị Văn Kiệt Lê nha.
chỉ có bộ màu lam. Đơn này bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp cho cả nhà, nên cả nhà có đơn thì sáng mai để ý điện thoại giùm em. Vải thun lai dông nha chị Út Thái. Không có màu tím cà, em hết size của chị nha chị Tùng Ngọc ơi. 145.000 một bộ cả nhà. Đấy, em không có bộ đen của chị nha, yêu cầu nha chị Dung Mỹ ơi. Hết trơn rồi chị. C4 bây giờ em chỉ còn được có bộ màu ngói thôi. C4 bây giờ em chỉ còn màu ngói thôi. Đây cái chị rất là đẹp luôn. Màu nào lên cũng đẹp chứ, cái này em mặc size 2 này em mặc hơi rộng. Hả? Vậy hả? Chị bỏ ngay bên. Hết rồi chị ơi, hết rồi nha chị Thành Đạt. Chị Đỗ Vin ơi, đơn này là ngày mai em đi chứ không có ngày mốt. Ngày mốt bên em nghỉ nha chị. Giờ đơn của chị đi luôn đúng không? Đơn của chị ngày mai em gửi luôn nha. Em chốt đơn tới chiều ngày mai là em nghỉ thôi mấy chị. Thứ bảy chủ nhật em nghỉ nha, thứ hai em mới like lại. Đây là đơn là ngày mai em đi luôn. 145.000 một bộ, nãy giờ em nói hoài luôn đó mấy chị. Trả lời chung cho mấy chị luôn là 145.000 nha. Cho chị mượn lại cái set đùi đi Nguyên. Rồi em lên lại cái set đùi cho cả nhà mình. Rồi xong rồi em ốp nha mấy chị. Thứ hai về like nha mấy chị. Thứ hai về like đồ mới. Thứ bảy chủ nhật là em nghỉ. Cái này gãy gì nữa? Nhưng gãy trời luôn. Gãy trời mà. Giấu ta. Xếp đùi 115.000 quá đẹp luôn nè cả nhà. Chất liệu vải thun lỗ nha. Mười một giờ nha mấy chị. Thứ hai là thường buổi trưa là em like 11 giờ, khung giờ 11 giờ tới 3 giờ, trong cái khung giờ đó mấy chị coi, mấy chị đi, coi like với em, mình rảnh giờ nào mình lên mình coi giờ đó, có khi là em lên trễ tí xíu nữa. Rồi bộ em đang mặc là set đùi, chất liệu vải thun lỗ nha, chất liệu vải thun lỗ 115.000 một bộ, ship 25.000 trên đơn chị. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Size 1 là 50-51kg đổ lại. Size 2 là cho cái chị 55-56kg. Size 3 là 57kg đến 60-61kg mặc dừa. Size 4 là 60-61kg đến 65kg nha. Size 5 là 65-70kg. Và size 6 là 70-75kg mặc dừa. Nhí ngọc em còn được 1-2-3-4. Cả nhà chú em mã nhí ngọc đẹp lắm mấy chị. Đợt này em may dây kéo trước cho mấy chị ha. Dây kéo trước. Rồi cổ thì em có viền ren cho cái chị luôn, cái ren nó rất là mềm nha mấy chị. Tay ren luôn 115.000. Rồi họa tiết em còn được size số 125, họa tiết em còn được 125, bộ này quá đẹp luôn. Họa tiết em còn được size 1, size 2 và size 5, lên với em là mã họa tiết. Họa tiết còn 125 nha, lên với em mã họa tiết. Bộ đỏ đẹp quá, nhí ngọc 4 em chốt cho chị lưu lon. Chị Xuân Tiền Nguyễn ơi, chị lên đúng cái từ khóa em đọc nha. Chị lên xanh không, em không biết lấy cái xanh nào. Em đang mặc là nhí ngọc. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ. Đỏ em còn được 1 không à cả nhà. Một bộ duy nhất 50kg đổ lại mặc dừa. Lên giúp em là mã đỏ. Nhí ngọc size số 3 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. Ủa? À nhí ngọc size 3 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. Chị Thí Thanh lên với em cân nặng chiều cao kèm lên với em cân nặng chiều cao để em lấy size chứ ơi.
Mã này là với em mã bi, quá đẹp luôn. Bi. Bi em còn 1 2 3 4 5, lên với em mã bi. Chốt em mã bi nha cả nhà, bi. Bi em còn được 1 2 3 4 5, lên với em mã bi. Lên với em cân nặng chiều cao để em lấy size chị. Rồi mã đẹp. Đẹp là còn 1 3 ha. Mã đẹp em còn được 1 2 3. Đẹp em còn được 1 2 3, cả nhà chốt giúp giùm em mã đẹp nha các chị, đẹp. Đẹp em còn được size 1, size 2 và size 3, lên giúp giùm em là mã đẹp. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã ngọc. Em đang mặc là nhí ngọc, còn mã này là mã ngọc nha, mã ngọc. Chị Út Võ lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo. Đẹp 1 em chốt cho chị Hải Nhung. Chị Hải Nhung cũng lên cân nặng chiều cao kèm theo số alo giùm em luôn đi chị. Ở bên em là chốt đơn trực tiếp nha mấy chị ơi. Rồi lên với em mã ngọc nha. Ngọc em còn 1, 2, 3, 4, 5. 115.000 một cái set đùi. Coi kỹ giùm em nha mấy chị, đây là cái set đùi nha, áo rời, quần rời nha. Giống như là mấy cái hàng mango mấy chị mặc vậy đó, set mango vậy đó. Cái này là giải thun. Lỗ là nó có co giãn. Đó. Nên là cái chị mặc đó cái chị rất là đẹp luôn. Em không có cần phải may dây kéo sau, giống sau gì, cái dây kéo trước này là em chỉ làm kiểu cho mấy chị thôi đó. Rất là đẹp. Chị Út Võ ơi, chị lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao đi chị. Khách mới chịu khó lên cân nặng chiều cao giúp em để em tư vấn size cho mấy chị. Để gửi mấy chị tự chốt size, em gửi tới toàn là mấy chị nói mấy chị mặc không vừa không à. Cân nặng kèm chiều cao giùm em. Rồi em mới lên đơn cho mấy chị ha. Mấy chị tự chốt size xong rồi em gửi tới, cứ nói mặc không vừa, cứ nói mặc không vừa, toàn là khách mới không à. Đâu phải shop nào cũng là một size một đâu mấy chị. Hàng này là hàng tự bên shop xưởng em sản xuất luôn ha. Nên là vui lòng cho giùm em cân nặng và chiều cao rồi em lấy size cho. Chị Hải Nhung là 1m53, nặng 50kg là gọn người đúng không chị? Rồi em lấy cho chị là size số 1 nha. Đẹp 1 cho chị Hải Nhung. Rồi chị Út Võ với chị Thúy Thanh không có lên cân nặng chiều cao là em không có chốt nha. Rồi lên giúp giùm em mã này. Mua hàng mấy chị mua bên em lần đầu tiên em cũng muốn tạo uy tín với mấy chị, nhưng mà mấy chị tự chốt sai không mà về xong rồi mà không vừa, rồi xong rồi nói em là bán không có uy tín nữa. Rồi lên với em mã nhí vàng, nhí ngọc xe số 2 em chốt cho chị Linh Mẫn. Chị Út Võ là khách cũ hả? Em thấy chị xài nít mới nè. Cho lại giùm em số alo đi chị, số alo cho 11 số rồi. Chị Út Võ. Rồi lên giúp em mã này, mã nhí vàng đi cả nhà, nhí vàng. Nhí ngọc 3 cho chị Đỗ Bim. Ok chị Hải, ủa chị Hải Nhung hả? Chị Hải Nhung có đơn bên em rồi hả? Sao nó không có số alo ta? Chị Út Võ lên lại giùm em số alo đi chị cho 11 số hay gì em luôn không có được nè. Chị Út Võ là khách mới mà. Em thấy đâu có bị trùng số điện thoại với khách nào đâu. Chị xài nick mới là số điện thoại mới luôn hả chị? Nhí vàng 1m65 mà nặng 67kg mình gọn người thôi chị Trang Ngọc, gọn người thôi, gọn người thì em lấy size số 4, còn không thì em lên size số 5 cho chị. Gọn, chị gọn người không? Gọn người thì em lấy xe số 4, còn không thì em lên xe 5. 115.000 một cái set đùi mấy chị. Nhí vàng cả nhà ơi, nhí vàng. Nhí vàng em còn 1, 2, 3, 4, 5 lên với em mã nhí vàng. Rồi em hết rồi đó mấy chị. Có 1m50 nặng 55, 1m53 nặng 50kg có rồi. Rồi chị Út Võ là một bộ nhí ngọc xe số 5 còn không em? Còn chị mặc không? Chị chưa có bấm điêu. Mới bấm số điện thoại à. Nhí ngọc 5 còn không? Nhí ngọc 5 em hết rồi chị Út Võ rồi. Bộ em mặc mã nhí ngọc 5 em hết rồi. Mã ngọc thì em còn, nhí ngọc thì em hết nha. 115.000 một cái set đùi mấy chị, quá đẹp. Nhí
dây kéo ren đủ thứ luôn. Lên với em mã nhí vàng nha, nhí vàng. Nhí vàng này mặt trắng nè. Nhí vàng em còn 1, 2, 3, 4, 5 cả nhà chốt giúp giùm em nha. Mấy chị họ khách mới mà không có cho con nặng chiều cao, em không có lấy đồ nha mấy chị ơi. Gửi tới cho mấy chị toàn là nói mấy chị mặc không vừa không, mà trong khi đó khách cũ mà cân nặng chiều cao đó, em lấy cái size đó thì khách lại mặc vừa nha. Đưa qua cho mấy chế đẹp nhà em là mấy chế cứ nói là mặc không vừa em cũng biết sao. Nhí vàng 5 em chốt cho chị Tiên Võ, nhầm số 4 lần không nghe máy, xả đơn 3-4 đơn liên tiếp, nhắn messenger xem không trả lời. Rồi, chị Tiên Võ cọc giùm em đi rồi em nhận đơn lại nha. Cân nặng 54kg, mét 6 mặt xây 2, chứ thí thanh đây mặt xây 2. Nhí vàng 5 cho chị Út Võ. Ok chị, lên với em mã này là mã bông hồng cả nhà. Bông hồng, bông hồng nãy em báo còn xe 1 với xe 3 hả Nguyên? Bông hồng. Bộ này đẹp nè mấy chị. Bông hồng em còn được xe 1 với xe 3. Cả nhà chốt em mã bông hồng. Chốt em mã bông hồng. Đơn của chị Tiên Võ là xả liên tục luôn á. Xả liên tục 4-5 đơn liên tiếp. Lên với em mã này mã bông hồng. Mấy chị mà chốt đơn mà gọi thường xuyên không nghe máy mà lằn nhằn như thế này là sớm muộn gì cũng bơm hàng ha. Em nói thật luôn á. Sớm muộn gì cũng có rồi mấy chị. Nói mấy chị đừng có buồn nha, tại vì ngay từ đầu khi mà mấy chị mua là mấy chị đã không có uy tín rồi. Tại vì khi mà mình mua hàng, ai người ta mua hàng người ta cũng trông gọi điện chốt đơn và trong hàng nó tới hết trơn á. Ví dụ như lỡ có công chuyện 1-2 lần hoặc là người ta muốn mua thấy cuộc gọi nhỏ là người ta cũng gọi lại à. Còn mấy chị mua hết lần này tới lần khác gọi không nghe máy, cứ xả đơn nhắn tin messenger thì coi không trả lời. Thì mấy chị đâu có muốn mua hàng đâu, mấy chị đâu có muốn mua hàng đâu, mà mấy chị lên mấy chị bỏ thời gian lên đây mấy chị đặt hàng chi cho mấy con tốn thời gian. Rồi mạnh dữ ta. Có cần hỗ trợ không? Chị Mai Lê cho em thêm kèm theo cái cân nặng và cái chiều cao đi chị. Bông hồng xe số 3 cho chị Nguyễn Xuân. Bông hồng hết xe 5 rồi chị Trang Ngọc. Bộ em đang mặc mã nhí ngọc là em hết xe số 5 rồi mấy chị, em còn cái bông khác, mã ngọc này em còn 5 nè. Mã ngọc này cũng đẹp lắm nè mấy chị, em để gần cho mấy chị xem cái họa tiết nha. Đây, mã ngọc. Ngọc em còn được xe số 5, 1m6, nặng 65kg, mặt xe 4, chị Hương Thái. Chị Mai Lê 1m5, nặng 53kg, mặt xe 2. Chị gọn người, eo 76, eo 7 thì mặt xe 2. Lên với em mã này nha mấy chị, lên với em mã này là mã ngọc rồi. Mã ngọc cũng đẹp nè mấy chị, cái ren nó cũng đẹp nè. Lên với em mã ngọc, 115.000. Giải thun lỗ là giải thun nhập á, nó nhập cùng với lại hàng mango đó mấy chị. Nhưng mà mango thì không có co giãn nha mấy chị, mặc mấy chị sẽ cảm giác nó hơi khó chịu hơn tí xíu. Còn cái thun lỗ này thì các chị mặc nó có độ co giãn, mình thoải mái hơn nha. Với lại là cái chất vải của nó có co giãn nhưng mà nó có cái độ đâm á, nên là khi các chị mặc á, nó có thể là nó giống như nó gom cái dáng mình lại á, rất là đẹp. Nên là khách nhà em tại sao mà thích mặc thun lỗ là như vậy đó. Mặt nhẹ mát, họa tiết thì nó là đẹp nha. Giải không nhăn, không rút, không xù lông, không bị sổ chất vải. Bộ em mặc còn size số 2, mã nhí ngọc em còn size số 2. Rồi lên với em mã này là mã đẹp. Đẹp là em còn 1 với 2 luôn. Ủa, đúng không? Đẹp. Đẹp em còn được size 1, size 2 và size 3 nè. Lên với em mã đẹp. Nhí vàng xe số 5 cho chị Ngọc Nga. Ok chứ Ngọc Nga. 70kg cao, 1m65 mà gọn người mặc xe 5 luôn nha chị Cao Hương ơi. Mặc xe 5 giúp em luôn. 75kg xe 6 em không còn bộ nào hết trơn á chị Ngọc Hoa. Xe 6 khách chốt hết trơn rồi. Bây giờ em còn tới xe 5 mà xe 70kg đổ lại. Chị chốt lên giúp em mã nhí Ngọc 2 đi chị Mai Lê ơi. Chị lấy bộ em đang mặc lên giúp em nhí Ngọc 2 đi chị. Đừng chốt bộ em đang mặc nữa thôi nó bị lộn á. Lên với em mã này là mã đẹp. Đẹp em còn được xe 1, xe 2 và xe 3 nè. Lên với em mã đẹp. Rồi mã này là mã bi. Lên với em mã bi nha. Mã bi nhí ngọc 2 em chốt cho chị Mai Lê. 115.000 một bộ. Mã đẹp em hết size của chị rồi. Chị Kim Phượng Hồ. Mã đẹp em còn size 60, 61kg đổ lại. 64kg hết rồi chị. Lên với em mã này là mã bi đi cả nhà. Bi bi em còn 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đây bộ này cũng đẹp nữa nè. Đây cái họa tiết của nó như vậy nè mấy chị. Nền của nó là nền ngọc nha. Ngọc bằng ngọc tươi á. Đó, lên cái bi. Họa tiết vậy nè. Lên với em mã này là mã bi.
bi chứ. Lên với em mã bi nha. Nhí Ngọc Năm em chốt cho chị. Nhí Ngọc Năm em hết là chị Ngọc Nghe. Đẹp hai cho chị Út. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Mỹ Nhung ơi. Cho cái eo không, em không có cân được size. Bi 3 cho chị Võ Thị Hồng Thúy. Kèm theo cân nặng chiều cao giúp em đi ạ. Hàng thun mấy chị cho cái eo không, cân không có chuẩn mấy chị, không có chuẩn size. Rồi lên với em mã này mã đỏ. Đỏ em còn một bộ size 1 duy nhất. Lên với em mã đỏ. Bộ này quá đẹp luôn. Cách chốt hết rồi còn có bộ size 1. Lên với em mã đỏ. Rồi bộ này lên giúp dùm em là mã họa tiết. Đây cái bộ này cũng đẹp nữa nè. Họa tiết còn 1-3 hả em? Họa tiết em còn được size 1, size 2 và size 5. Cái bộ này nó rất là đẹp. Cái bộ này nó có kim tuyến. Kim tuyến này là nó không bao giờ bị rụng. Không bị rụng mặt, không bao giờ bị ngứa hết. Tại nó chấm chấm lên và nó rất là sáng nha mấy chị. Rất là sáng. Bi 5 em chốt cho chị Cao Hương. Chị Dung Mỹ cho dùm em lại số alo đi. Chị cũng gọi rất là nhiều lần không có nghe máy cái hồi trước nè. Khách cũ nhưng mà xả đơn cũng nghe 1-2 lần đó. Gọi nhiều lần không nghe máy, cho dùm em lại số alo đi ạ. Họa tiết 5 em chốt cho chị Ngọc Hoang. Họa tiết 5 hồi nãy còn mấy bộ em? Có 1 bộ. Ok chị Dung Mỹ nha. Chị Dung Mỹ là mã bi xe số 5. Họa tiết 5 em hết. Chị Trang Ngọc lên với em mã họa tiết nha cả nhà. Họa tiết, họa tiết hiện tại là còn được 1-2-3 hả em? Họa tiết hiện tại em còn 1-2-3 hết năm mấy chị. Năm có một bộ em chốt rồi. Em chốt dự bị nha. Họa tiết em chốt dự bị cho chị Trang Ngọc. Họa tiết em chốt dự bị cho chị Trang Ngọc 1m54 63kg. Mà eo 88 hả chị Mỹ Nhung? Mà size số 4, mà size số 5. Còn mét 54 mà nếu mà eo của chị 87 thì chị mặc size số 3, ủa quên size số 4. Eo 87 thì mặc size số 4 nhưng mà chị cho em cái eo chị 88 thì lên size 5 giùm em nha. Rồi em hết rồi đó mấy chị. Lâu lắm mới gặp chị Trang Ngọc. Cái bộ set đùi này đẹp lắm, em may từ hồi trước Tết tới giờ đó mấy chị. Tại vì á, là thợ ở bên em là đa phần là mấy chị may bà ba thì nhanh. Tại vì bà ba là mấy chị may quen rồi, may với nó ha. Là may nhanh, còn mấy cái vụ mà viền ren nè, rồi may dây kéo đồ này kia nè là phải thay hai máy thay chỉ đồ này kia là nó hơi lâu ha. Nên là cái bộ này em may, cái bộ đùi này em may tới 1 tháng mấy nó mới xong. Đây là mấy chị đẹp nhà em tranh thủ chốt đi, nó gần hết rồi mấy chị. Mặc mã ngọc cho mấy chị xem đi, mã ngọc mấy chị. Em đang mặc là nhí ngọc nha. Rồi ngọc là em còn được 1, 2, 3, 4, 5 nè. Xe 5 bây giờ em chỉ còn mã ngọc không hả chị ơi? Nhí vàng. Nhí vàng. Xe 5 bây giờ em còn mã ngọc với mã nhí vàng nè. Xe 5, xe 6 là em sắp hết rồi đó mấy chị ơi. Chị Ái Ngọc ơi, chị chọn bông giùm em đi chị. Ngọc 5 cho chị Cao Hương. 61kg là được rồi, là chị là 1m55, 61kg là được rồi. Chị lấy C3 hay C4 chị ơi? Eo 82 đổ lại thì lấy C3, còn trên 82 thì lên C4 giúp em. Với lại là chị chọn bông giúp em đi mấy chị. Em đã dơ lên đầy đủ cho mấy chị hết rồi đó, màu nào nó cũng sáng hết trơn á. Vậy là cái chị chọn đi, mấy chị chọn nó sẽ dễ hơn em. Mấy chị chọn bông dễ hơn em đó. Để em chọn nhiều khi không có đúng ý cả nhà mình đó. Dây kéo nha, kéo tới eo nha mấy chị. Dây kéo tới eo nha. Rồi lên với em mã này là mã ngọc cả nha. Chốt em mã ngọc, ngọc kèm size giúp em. Ok, để em lên lại bông cho. Lên lại bông cho mấy chị dễ chọn. Ngọc 5 em chốt cho chị Bỏ Thì Bích Ngọc. Rồi lên với em mã ngọc nha mấy chị, mã ngọc. Đẹp lắm luôn cả nhà mình ơi. Em đang mặc là mã ngọc. Mã này lên giúp dùm em là mã ngọc. Em còn được 1, 2, 3, 4, 5.
Nhí Ngọc là em còn được 1, 2, 3, 4 còn không Quyên? Nhí Ngọc. Nhí Ngọc em còn được 1, 2, 3. 4. Nhí Ngọc em còn được 1, 2, 3, 4 là bộ em mới vừa cởi ra nè. 1, 2, 3, 4. Lên với em ạ, Nhí Ngọc. Chị Thúy Thanh cho em cân nặng chiều cao. À 1m6 nặng 54kg. Xe 2, một bộ Nhí Ngọc với một bộ Mã Ngọc. Chị Thúy Thanh lên giúp em lại số alo đi chị Thúy Thanh. Bộ này không có còn bộ nào xe 6 hết trơn á, chị Trần Huyền khắp gió hết trơn rồi chứ. Nhí Ngọc 4 với chị Ái Ngọc, ok chứ Ái Ngọc. Chị Thúy Thanh lên lại giúp em số alo nha chị đẹp. Lên với em mã Nhí Vàng. Nhí Vàng em còn 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Nhí Vàng, vàng thì lúc nào mặc lên nó cũng trắng nha mấy chị đẹp nhà em. Chị Nguyễn Ánh là hồi nãy có đơn hay gì rồi đó chị. Em thấy chị có được bấm bill rồi nè. Nhí Vàng cả nhà ơi, Nhí Vàng. Nhí Ngọc size số 4 còn không em? Nhí Ngọc 4 cho chị Hương Thái. Em hết Nhí Ngọc 4 rồi chị Huệ Lan. Chị Hương Thái ơi, chị 65kg chị cao bao nhiêu ạ? Nhí Ngọc 4 em chốt dự bị cho chị Huệ Lan nha. Em chốt dự bị cho chị Huệ Lan và em chốt dự bị cho chị Thúy Loan luôn. Vừa nha chị. Em bám đắm là size 5 vừa như chị Bích Ngọc. Size 5 là 65-70kg. Em 88-90-92 là mặt vừa. Nhí Vàng 5 cho chị Dung Mỹ. Nhí Vàng 2 cho chị Mai Lê. 1m55 mà nặng 60kg mà eo 85 là chốt size số 4 nha chị Nguyễn Ngắm. Eo chị to đúng không? Nếu mà eo to thì lấy lên size 4 giùm em. Mai nói với mấy bạn đổi lên size 4. Lên với em mã này nha mấy chị. Mã này lên với em mã bông hồng. Bông hồng còn size mấy em ơi? 1-3. Bộ bông hồng này đẹp nè. Chị nào size 1 chứ size 3 lấy cái bộ bông hồng này. Còn 1 với 3. Bông hồng em còn được size 1 với size 3. 115.000 một bộ cả nhà. Bông hồng 115.000. Đẹp. Mã đẹp em còn được size 1 size 3. Đẹp em còn được size 1 với size 3. Đây bộ này cũng đẹp đó. Nói chung họa tiết rất đẹp mấy chị. Họa tiết mấy chị thấy nó nhìn nó sẽ tựa như một số bông nó sẽ tựa như mango vậy đó. Rồi có những bông thì mango không có. Chị Thúy Thanh ơi cho số alo. Chị Thúy Thanh lên lại giúp em số alo chị Thúy Thanh ơi. Ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn đổi lên giùm em nha chị Nguyễn Ánh ơi. Hồi nãy chị chốt bộ gì vậy? Chị Nguyễn Ánh là Nhí Ngọc 4 hả? Với họa tiết hả? Rồi hai cái bộ của chị chốt là không có còn bộ nào size 4 chứ. Ngày mai chị hỏi với bạn chốt đơn có khách nào xả ra thì đổi, còn không thì đổi qua bông khác nha chị. Mã bông hồng hết size số 3, 4 rồi. Chị Kim Phương ơi, chị mặc size số 4 đó. Lên với em mã này là mã bi. Chị Thúy Thanh còn ở trên live không? Chốt hai bộ size 2 lên lại giùm em số alo đi chị ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Cái chị chốt em mã này là mã bi. Bi còn 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em mã bi. Ai của ai? Chị Thúy Thanh là chị lấy Nhí Ngọc với đẹp hay là Nhí Ngọc chứ với Ngọc? Ủa sao chị đọc ra Nhí Ngọc với Ngọc vậy? Chị hai bộ, một bộ Nhí Ngọc, một bộ đẹp nhé. Rồi vậy là đẹp hết xe 2. Chị không có lên lại số alo. Bi 4 cho chị Ái Ngọc, ok chứ Ái Ngọc. Bộ em mặc là mã Ngọc. Bộ em mặc là mã Ngọc còn. Nhưng mà không có còn size 4 chị. Em đọc em báo sai đó, em lên mã đồ nè, em báo sai cho mấy chị hết rồi đó. Lên với em mã này nha các chị ơi. Mã này lên với em đỏ, đỏ em còn được bộ size 1. Em lên em nói rất là dễ hiểu luôn á mấy chị. Em lên cái bộ nào em cũng đọc cho mấy chị cái size hết trơn. Size thì em canh cho mấy chị rồi đó. Họa tiết còn size mấy nguyên? 1, 2 mấy em? Họa tiết em còn được size 1 với size 2. Rất là đẹp luôn họa tiết. Rồi đó em hết nha mấy chị. Em chờ chị đổi tiết nha. Ngày nào em cũng like đó chị. Bữa giờ chắc chị không có được thông báo nên chị không có vào trang chị coi á. Ngày nào em cũng like hết á. Chị Nguyễn Ánh ơi, hai cái bộ của chị chốt không có còn bộ nào size 4 hết trơn á chị. Bi 4 cho chị Thúy Loan. Size số 4 bây giờ em còn được mã Bi, mã Ngọc.
Mấy gì nữa Quyên? Bi ngọc với lại nhí vàng. Bi ngọc với nhí vàng. Rồi. Vậy Nguyễn Ánh. Đâu có đổi lên cho chỉ được đâu. Ừ, chỉ lấy bộ nhí ngọc với bộ họa tiết, đâu có còn xe 4 đâu đó. À, nãy chỉ chốt xe 3. Bộ bi xe số 5 cho chị Trần Hạo Nam. Rồi, bi em chỉ còn mã ngọc. Ủa anh, xe 5 chỉ còn mã ngọc em đang mặc thôi cả nhà. Chị Cao Hương hình như lại được hai bộ á chị. Hai bộ xe 5 á, hình như là có, nó có bộ mã nhí vàng á. Chị nhí vàng với mặt hay sao? Hay là bi vậy? Nhí vàng hay gì á? Bộ em đang mặc 1m5754 ký mặt size 2, chỉ 07. Em chào chị Hồng Cẩm. Bộ em mặc là set đùi nha, set đùi 115.000 một bộ. Dây kéo trước giúp em. Dễ thun, lỗ nó có độ co giãn mấy chị, tại mai cái dây kéo này em làm kiểu cho mấy chị thôi. Cổ thì viền ren, rất là đẹp nha. Tay ren luôn. Một bộ 115.000. Quần giả váy không chị Lan Lan ơi. Rồi em offline ở đây luôn nha cả nhà. Em hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live, vào buổi live tối mai, vào buổi live trưa mai ha. Trưa mai xong là em gọi điện em chốt đơn cho các chị hết luôn, là đơn đi hết luôn nha mấy chị, thứ bảy chủ nhật em up nha. Đây chị phía sau. Phía sau em không có may đúng hay gì chứ, cái may bình thường tại giải thun nó có co giãn. Bộ em mặc là mã ngọc. Em không nhớ chị Cao Hương ơi, chị được có hai bộ thôi. Em không nhớ chị được bộ gì nhưng mà chị được có hai bộ thôi đó. Mai mấy bạn nhà em đọc lại mã đồ cho chị. Chị 07 lên giùm em số alo đi chị. Mã em đang mặc là mã ngọc. Mã ngọc nha. Lên giúp giùm em số alo để em chốt đơn cho chị nha. Em nghỉ live thứ bảy chủ nhật nha mấy chị ơi, thứ hai lên lại nha. Chị nhận đồ rồi, đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Hồng Cẩm rất là nhiều. Rồi em thấy số alo của chị 07. Cho chị một bộ mã ngọc. Chị đang mặc xe số 2 nè. Xe 5 em còn mã ngọc em đang mặc không à mấy chị. Xe 5 em còn mã ngọc em đang mặc. Tại cái bộ ngọc này cái chị biết làm sao không? Em may nhiều. Mỗi một size nó gần một chục bộ luôn. Nên là mấy chị cứ chốt vô tư đó. Rồi mấy cái kia thì nó ít hơn. Mấy cái bông kia là mỗi một size nó được có 3-4 bộ mà. Còn cái này nó gần cả chục bộ luôn. Cái này chị tôi em chỉ cắt cho em nguyên cây luôn nè. Rất là đẹp luôn. Cả nhà ơi chốt đi. Thun lỗ là cái chuyện mặc không nhăn, không rút, không xù lông nha. Cái chị cứ mặc thoải mái và mặc rất là mát và nhẹ. Xe ngọc xe số 4 em còn. Mã ngọc xe số 4 em còn đó. Xe số 4 là em còn được mã ngọc, mã bi. Với lại là mã nhí vàng. Nhí vàng hết luôn đó. Còn được 3 màu của chị. Nhí vàng em hết size của chị rồi chị Trần Hạo Nam ơi. Xe 5 của chị còn có bộ ngọc em đang mặc không à. Con nhí xe số 4 hết rồi chị Hương Thái. Ngọc 5 em chốt cho chị Đỗ Hà. Chị Nguyễn Hường ơi, hai bộ chọn size giùm em nha. Chọn bông chọn size giùm em rồi em lấy nha chị. Chị Cao Hương ơi, em nhắc lại một lần nữa là ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn. Mấy bạn nhà em sẽ đọc cho chị nha. Chứ em không có nhớ là chị cho có bộ gì. Chị ơi còn không chị vào chị kiểm tra Messenger coi là chị có được bộ gì nha. Chứ giờ chị nói như vậy em không có biết. Rồi em ngày mai không có chị lại đòi hàng. Em không có hàng để em chốt cho chị. Em thấy ở đây chị được bấm có hai bill là chị được có hai bộ thôi mà không biết bộ nào nha. Chị Nguyễn Hường hai bộ cho cân nặng chiều cao đi chị. Chị cho giùm em cân nặng chiều cao đi em lấy size nha. 65kg chị cao bao nhiêu chị Nguyễn Hường? 65kg cho em xin chiều cao đi ạ. Chị Trần Hảo Nam ơi, cái size 5 chỉ còn có một bộ mã ngọc em đang mặc thôi. Size 5 chỉ còn một bộ mã ngọc em đang mặc, size 65-70kg mặc vừa cả nhà. Ok chị Nguyễn Hương mặc size số 4 nha. Em lấy cho chị hai bộ, một bộ mã ngọc em đang mặc với một bộ nhí vàng nha chị.
hay là chị thích mã bi, cho chị mượn lại cái bộ bi đó luôn đi Nguyên. 1m7 75kg em hết size rồi chị Sáu Nguyễn. Hết size của chị rồi. Đây chị ơi, size số 4 là em còn được 3 bộ này. Chị Nguyễn Hường, chị chọn giúp em đi. Mã em đang mặc là mã ngọc, mã này là mã bi, size 4 nha. Rồi đây là nhí vàng. Rồi còn 3 bộ, chị lấy bộ màu nào em lấy chưa? Cho nó dễ chứ nha. Chị nhận bộ giả váy rồi đẹp, em cảm ơn chị Phương Phạm. Rồi chị Cao Hương, nếu vậy thì chị chốt được bộ nào em đi cho chị bộ đó nha, khỏi gọi. Ok chị. Một bộ mã bi, một bộ mã ngọc, size số 4 cho chị Kim Phương Hồ. Ok chị Kim Phương Hồ. Ừ, vậy là hết bi. Rồi chị Nguyễn Hương không có trả lời là còn lực bộ bi với bộ nhí vàng. Ờ. À còn được ngọc với nhí vàng nha. Ok, ngọc với nhí vàng cho chị Nguyễn Hương. Ok chị Nguyễn Hương. Rồi xe 4 với xe 5 là hiện tại bây giờ em chỉ còn ngọc thôi mấy chị. 1, 2, 3 thì còn nhiều ha. Đẹp quá cả nhà ơi. Xếp đùi đợt này cái chị đẹp nhà em à. Bộ này cái chị mặc rất là thoải mái thôi. Tối mình mặc mình đi dạo phố rồi đi siêu thị rồi cũng ok. Mấy chị đẹp nhà em ha. Rất là đẹp luôn. Dễ mặc. Độ co giãn. Mấy chị mặc không có bị khó chịu. Dạo mấy dòng siêu thị vẫn còn phải ra. Không, nhưng mà chị lấy bộ nhí vàng với bộ mã ngọc chị. 115.000 một bộ cả nhà ơi. 115.000. Rồi em offline ở đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live trưa mai nha. Em hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live trưa mai. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn. Cái chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em. Rồi em cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình ngủ ngon nha các chị. Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ đẹp. Bye bye các chị.